là bên ảnh của một vị La Hán trong văn hóa Phật giáo Trung Hoa. Thì khi mà nhìn đại lược qua cái những gì mà chúng ta thấy được, cảm được ở trong cái nền văn hóa Trung Hoa về La Hán, thì chúng ta sẽ rất là khác biệt khi mà nói đến văn hóa La Hán ở cái nét về La Hán ở trong văn hóa Phật giáo Việt Nam. Miền Nam thì ngoài trừ một ngôi vài ngôi chùa như là chùa Tây Phương ngoài Bắc thôi, ở trong Nam chúng tôi ít khi thấy thờ nhiều tượng La Hán. Về sau này thì một số chùa thì thờ Thập Bát La Hán, 18 vị La Hán ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa, nhưng mà lại không có phổ thông lắm. Riêng trong văn hóa Phật giáo Nam Tông, trong kinh điển Pali và vị nào đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo thì thấy rằng chữ La Hán, chữ A-Răng lại được giải thích bằng nhiều cái cách khác nhau. Nhiều cách khác nhau, có đôi khi chiết tự, chiết tự giống như là chúng ta có động từ xứng đáng là Arhati, hay là chữ sát tặc từ chữ Ari cộng Hatha chẳng hạn, mà hai nghĩa hoàn toàn khác, cách giải từ hoàn toàn khác. Vì vậy hôm nay chúng ta dành trọn buổi, thưa quý vị, để chúng ta tìm hiểu về danh từ A-la-hán và mở đầu cho bài học ngày hôm nay, để kính thỉnh Hòa Thượng Từ Siêu hoan hỷ Hòa Thượng có một số cái giải thích trên phương diện ngôn ngữ và chung quanh thuật ngữ A-la-hán hay là A-ra-hăng, A-ra-hát-tô và Phật. Xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Hòa Thượng. Anh Đức Phụ Thầy, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, thực ra thì ở trong Pháp Cú cũng có một phẩm gọi là Arahatawakga, là phẩm A-la-hán. Cho nên sau này khi mà học kinh Pháp Cú đến những câu kệ mà Đức Phật đã thuyết là đề cập đến vị A-la-hán, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian để chúng ta bàn về vị A-la-hán. Còn như trong tương ưng Bà La Môn thì phẩm này gồm có những bài kinh mà các vị Bà La Môn sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp đã phát tâm xuất gia và chứng quả A La Hán. Sở dĩ mà chúng tôi không có mấy gì hứng thú khi mà bàn về những cái chi tiết tên của một phẩm hay là một cái tương ưng là bởi vì sau này chúng ta còn rất nhiều cái tương ưng, bởi vì kinh tương ưng thì nó phải tương ưng rất nhiều, tương ưng Dạ Xoa, tương ưng Gia Chủ, hoặc là tương ưng Cô Sa Lá, v.v. hay là tương ưng Sắc Cá. Những cái tương ưng đó, nếu mà ngay từ đầu mà cứ mỗi một cái tương ưng mà chúng ta sắp sửa học những bài kinh đó, chúng ta đem mổ xẻ trình bày về cái ý nghĩa tương ưng, rồi bây giờ đến cái tương ưng Bà La Môn thì chúng ta mới đề bài, thì một loạt như vậy thì nó sẽ có cái hệ thống nhất quán. Còn hễ mà lâu lâu chúng ta gặp tương ưng gì, phẩm gì, rồi chúng ta đem chúng ta bàn sâu về cái đó, rồi những cái phẩm khác trong cái tương ưng khác thì chúng ta lại im lặng không có nói.
Thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là nếu như vậy thì làm cho Phật tử sẽ bị rối. Cho nên hôm nay chỉ theo cái sự yêu cầu của Thượng Giác Đẳng thì chúng tôi chỉ giải thích cái cấu trúc của từ ngữ thôi. Còn ngữ ý nghĩa khác thì chúng tôi sẽ nói về sau này. Thực ra thì thưa quý vị, ba chữ Arahant, Arahato, Arahanta cái chữ Arahant, Arahanta mà chữ T ở phía sau mà không có cái nguyên âm đó, cái này là chúng ta viết theo cái cách lai tiếng Sanskrit. Sanskrit tiếng Pali thì không có một cái phụ âm mà nó nằm riêng, nó nằm ở tận cùng, không có phụ âm nằm tận cùng ngoại trừ phụ âm lý cái hệ tác là phụ âm ăn. Cho nên ở đây trong ba chữ này nó đều xuất phát từ cái chữ Arahanta. Mà chữ Arahanta đó là hiện tại phân từ của cái động từ Arahati. Và cái chữ Arahanta vì nó là một hiện tại phân từ, cho nên nếu đối theo ngữ pháp thì nó được chia cách giống như danh từ loại Namasapada. Tức là nó cũng chia theo 8 cái ngữ cách và 2 cái ngữ số. 8 ngữ cách là chủ cách, đối cách, sở thuộc cách, sở dụng cách, xúc xúc cách, chỉ định cách. Chỉ định cách, xúc xúc cách, sở thuộc cách, định sự cách và hộ cách. Danh từ loại trong tiếng Pali xài chủ cách có nghĩa là những từ đó nó đóng cái vai trò chủ ngữ của câu, cho nên cái từ đó được chia theo chủ cách số ít hoặc số nhiều. Đối cách là khi những danh từ đó nó bị một chủ từ khác tác động lên nó. Cho nên đối cách là những từ gọi là bị động. Rồi sở dụng cách, khi một danh từ được chia sở dụng cách thì nó mang một ý nghĩa là cái danh từ đó nó trở thành cái phương tiện cho cái hành động. Mà chúng ta dịch một cách ngắn gọn cho dễ học là do bằng với bởi. Còn chỉ định cách là ngữ cách của một danh từ nó đóng cái vai trò túc từ gián tiếp hay là bổ túc từ cho một động từ. Túc từ cho những cái danh động từ đều xài chỉ định cách. Thí dụ như
Khi mà chúng ta nói đến cái câu mà Phật Quan Tăng Namami, Namami là động từ, còn kính lễ Phật Quan Tăng là hình thức đối cách của danh tính từ Phật Quan Tú, cho nên chưa thành Phật Quan Tăng. Thế nhưng khi mà chữ Namati, Namasami, cái động từ đó mà chúng ta biến nó thành một cái danh động từ là Namo, thì bây giờ chúng ta phải đổi lại Namo Phát Qua Tô, chứ không thể nào là Namo Phát Quan Tăng được. Khi nào chúng ta xài cái tiếng động từ Namati đó, Namami Phát Quan Tăng, còn kính lễ Đức Phật thì được. Nhưng mà khi xài chữ Namo, mặc dù ý nghĩa thì cũng giống Namo Phát Qua Tô, Namo Tassa Phật Qua Tô Arahato Sama Samputasa, thì cũng là kính lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác. Cho nên thì chỉ định cách thì chúng ta phải hiểu cho cái nghĩa đó. Rồi xuất xích cách là để chia cho một danh từ, mà cái danh từ đó nó là một cái đối tượng bị xa lánh, bị ghét bỏ, bị rời khỏi. Thí dụ như nói vua đi ra khỏi thành thì chưa ra khỏi Nikhamati, Nikhamati là ra khỏi, thì cái chữ thành phố Nakara phải chia thành số sức cách Nakaramha Nikhamati Raja, là vua ra khỏi thành phố. Thì chúng ta sẽ xuất xuất cách ở trong trường hợp đó. Hoặc là chúng ta nói ở trong cái sự từ bỏ, cái sự ghét bỏ, như chữ Arati, Virati, Papa, tức là sự kiên tránh, cái sự bỏ điều ác. Thì chữ điều ác, chữ Papa đó là sản xuất sức cách, đúng không? Còn sở thuộc cách đó, cách thứ sáu là chúng ta chia cách này cho một danh từ, mà danh từ đó ở vào cái thế là sở hữu. Thí dụ như Buddhasa Thamang, Buddhasa Thamu là giáo pháp của Đức Phật, Buddhasa là của Đức Phật, phải xài sở thuộc cách. Trong tiếng Pali là không có xài một cái trợ từ. Khi mà chúng ta muốn nói đến một cái trợ từ của ai đó, phải thêm chữ chữ của vào ở phía trước cái danh từ đó. Còn trong tiếng Pali thì chỉ lấy cái danh từ đó và chia theo sở thuộc cách, thì nó có nghĩa là của Sethido Puto. Sethi là người trưởng giả, là vị trưởng giả, mà con trai của vị trưởng giả gọi Sethido Puto hay Sethisa Puto. Thì chia chữ Sethi chia theo sở thuộc cách đủ rồi. Còn định sở cách là trên trong tài ở, là nối lên cái vị trí, cái địa điểm, hay là trong một cái trường hợp. Nó có nhiều ý nghĩa lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta xài thường thường vậy. Thí dụ mang chá là chiếc giường, nó ngủ trên chiếc giường, ngủ trên cái giường, thì mang chê, mang chậm hí, mang chát xe bên xa dịch tiếp, là ngủ trên giường, khỏi cần phải thêm một cái trợ từ là trên. Chỉ cần mang chát chia theo định sự cách là mang chầm hí, thì người ta sẽ hiểu ý nghĩa là trên giường. Chim đậu trên cây, khỏi phải thêm chữ trên, mà người ta chỉ cần rút khác chia theo định sự cách
thì nó trở thành trên cây, ý nghĩa trên cây. Sở dĩ mà chúng tôi nói ra cái này nó hơi dài dòng, có dường như là lạc đề, nhưng mà thưa quý vị, nói ra để chúng ta phân biệt được ba từ Arahanta, cái từ sau cùng đó nó là ngữ nguyên của cái hiện tại phân từ Arahanta. Từ Arahanta đó chia theo chủ cách đó, thì Arahant chủ cách số ít là Arahant, số nhiều là Arahanto. Và chia theo chỉ định cách số ít là Arahato, số nhiều là Arahantana. Chúng ta gặp những cái trường hợp của đối với chư vị A-la-hán thì Arahantana, nhưng mà đối với vị A-la-hán thì chúng ta chỉ xài một là Arahato. Nhưng mà có đôi khi chúng ta khỏi dịch là đối với, bởi vì chúng ta nói Namo Tassa Phakvato Arahato Samma Sambuddhassa, nguyên cái loạt từ đó đều xài chỉ định cách. Cho nên chữ Arahato này nó trở thành cái túc từ của cái danh động từ Namo, kính lễ. Kính lễ đến ai thì cái danh từ đó, cái danh từ đó được xài theo chỉ định cách. Cho nên chữ Arahato xài chỉ định cách. Và Arahato cũng có nghĩa là xài trong cái dạng chủ cách, sở thuộc cách số ít. Nó tới hai cách. Thường thường đó thì mình sử dụng cách số cách nó hơi giống nhau, giống nhau về cái hình thức chia, và chỉ định cách và sở thuộc cách thì nó cũng giống nhau về cái hình thức. Cho nên tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch là của hoặc là đối với, chúng ta xài tùy. Như vậy thì ở đây đó không có cái sự khác biệt gì giữa cái chữ Arahant, Arahato, Arahanta. Nó chỉ khác là tùy theo cái ngữ cách mà chúng ta dịch. Arahant là đối cách, chúng ta không thể dịch là đến vị A-la-hán. Dịch nghe nó kỳ lắm thôi. Có khi đối cách chúng ta khỏi cần phải dịch cái trợ từ, chúng ta khỏi cần dịch. Còn chữ Arahato có khi chúng ta khỏi dịch cái trợ từ của chữ định cách. Còn nếu như là sở thuộc cách thì chúng ta dịch thêm cái trợ từ là của. Vậy đó. Cho nên trong ba chữ Arahant, Arahato, Arahanta thì ba chữ này chúng ta không cần phải cho cái nghĩa khác nhau. Mang ý nghĩa giống nhau hết, nhưng mà chia ngữ cách thì khác nhau. Và chúng ta cũng lưu ý là khi mà đưa vào cái văn bản Pali thì không bao giờ để cái chữ Arahant, Arahant, mà chúng ta phải đọc cho đúng Arahanta. Không bao giờ để chữ Arahanta, để ở trong cái, nếu mà cái chữ Arahanta mà được xài trong cái mạch văn thì phải chia. Thí dụ chúng ta không thể nói Namo Tassa Phakvato Arahanta Samma Sambuddhassa, chúng ta không thể gì được, bởi chữ Arahanta nó chưa có xài dựng được, bởi không có chia, chưa có chia ngữ cách. Do đó chữ Arahanta chúng ta phải chia chỉ định cách là Arahato, Namo Tassa Phakvato Arahato. Chữ Arahato là cái chữ đầu tiên đó. Chữ thứ hai đó thưa quý vị. Cho nên ở đây đó,
thì chúng ta không cần nói đến cái ý nghĩa đồng vị trong ba chữ này. Thì chúng tôi có một vài điều để chia sẻ với quý vị qua cái từ ngữ. Thì thưa quý vị, cái nào mà chúng tôi trình bày nó có tính cách chuyên môn thì chúng tôi cứ để chuyên môn vào quý vị. Có chê quý vị nói là khô khan quá, cái này không có lợi ích thì cũng được, không sao cả. Vì ở đây trong cái câu hỏi mà yêu cầu thì yêu cầu sao chúng tôi nói vậy chứ chúng tôi không có nói ngoài được. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ cái điều của Thượng Thừa Sư, chúng tôi cũng lưu ý với Phật tử một điều là khi chúng ta đi vào đọc kinh sách bằng tiếng Anh đó, thì tất cả họ đều dùng cái chữ Arahant, thì có chữ thi ở phía sau, có chữ T ở phía sau đó. Dạ, Arahant là một chữ rất là phổ thông ngày hôm nay, bởi vì cái chữ này họ viết theo cách viết của Sanskrit, thưa quý vị, và nó trở thành cái chuẩn. Ngay cả các học giả như ngài Nyanamuli, ngài Cô Lý, khi mà viết sách tiếng Anh đều phải dùng chữ này, tại vì chữ này người ta dùng rất là nhiều. Và ở trong tiếng Việt chúng ta thì không có phân biệt nhiều, nhưng mà trong tiếng Anh đó thì họ dùng cái chữ gọi là state of, state tức là trạng thái. Dạ, một trạng thái là một trạng thái thì họ dùng chữ Arahant, nhưng mà khi nó một bậc một người thì họ dùng chữ Arahato. Nhưng mà đặc biệt chữ Arahant có chữ thi cuối cùng thì quý vị sẽ thấy được xài rất nhiều đoạn ngữ, rất là chuyên của Thượng Tọa Siêu. Và bây giờ thì hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Tây Nguyên, xin được kính thỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên hoan hỷ tiếp theo lời giảng của Hòa Thượng Tọa Siêu. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Không biết Thượng Tọa Tây Nguyên có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tây Nguyên nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ dịch Thượng Tọa Tây Nguyên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ Sư Phụ Tỳ Siêu và Thượng Nhất Đẳng, Tổng Minh Hành, Đại Đức Tư Tri, Đại Đức Tư Đức cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến với tôi nữa cùng Chư Phật Tử. Dạ, con xin tiếp tục cái chương trình giảng của Sư Phụ Tỳ Siêu. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà chúng ta chúng ta giải thích trên một cái tinh thần ký nghĩa mà dựa trên cái như mà lời của Hòa Thượng Nhất Đẳng đã chỉ dạy đó, nếu mà nó dựa theo cái năm cái điều mà dựa theo tinh thần đạo, thì cái chữ A-la-hán này hay là bậc ứng cúng thì chúng ta sẽ có nhiều cái từ chúng ta sẽ được nghe. Những điều mà chữ A-la-hán như Sư Phụ Tư Siêu này đã giải với nhiều cái cách, theo nhiều cái cách chia. Nếu như cái chữ Arahant, Arahato, Arahant, Arahanta, vân vân, thì Sư Phụ đã nói một cách đầy đủ. Thì bây giờ nói đến năm cái chúng ta gọi là năm cái quả vị hay năm cái đức tính, cái ơn đức của một vị A-la-hán. Nếu mà nào mà có một cái tấm có cái tâm mà thành kính niệm tưởng ơn Đức Phật á, mà đặc biệt cái chữ A-la-hán này cũng là một trong chín hồng danh Phật, chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta có một cái niềm tin, có một cái tâm để hướng đến niệm Phật thì chúng ta phải niệm Phật với những cái hồng danh này nè. Chứ còn chúng ta thường chúng ta cứ bảo chỉ niệm Phật như thế này, niệm Phật như thế kia thì tất cả đây đó là một cái điều mà chưa có chính xác ở trong một cái dấu điển. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề niệm chữ A-la-hán. Có một điều mà tất cả đó, chúng ta nhớ đây là một bậc mà không bao giờ có sở hành bất thiện, dầu ở trước mặt cũng như sau lưng hay ở nơi kín đáo. Mà đây tức là đối với cái danh vị này không bao giờ có một sở hành gì mà nó bất thiện ở nơi kín đáo. Nơi kính đáo đó chính là không có một ai nghe, không có một ai biết, không có một ai thấy hay nghi ngờ.
đối với người mà còn cái tâm bất thiện á, ở nơi mà không có đông người hay ở nơi kín đáo đó, thì giờ thường khởi lên thân khẩu và ý ác, nhất là cái sự suy nghĩ là nghĩ rằng một mình không ai biết. Nhưng điều đó với các bậc thánh, đặc biệt tức là bậc thánh tứ quả, bậc A-la-hán này, thì không bao giờ có những cái sở hành thân khẩu ý mà để có thể người ta có thể chê trách. Thì cũng vậy, đối với Đức Phật, Ngài đã đoạn diệt mọi cái phiền não. Và đối với cái tỉnh đức của chính Đức Phật là có giá trị tuyệt đối. Cho nên cái ân đức của Phật ở đây chính là cái ân đức, cái tịnh đức đó, nó xuyên suốt từ khi dưới cội Bồ Đề, sau khi giác ngộ cho đến Niết Bàn. Hay một vị thượng thủ thinh văn cũng như thế, và một vị thánh tứ đạo tứ quả các ngài cũng như thế, không bao giờ có những sở hạnh gì, bởi vì tâm của các ngài không còn bất thiện khởi. Vì tâm của Ngài là tâm tố di tác. Nếu chúng ta hiểu được Phật Pháp thì chúng ta biết hiểu, như là bi diệu Pháp thì chắc Ngài không có sử dụng tâm thiện, cũng không có sử dụng tâm bất thiện nữa. Thì điều nếu mà không có làm sao mà khởi sanh lên những cái điều mà làm những cái điều nó không tốt, hay là những điều nó không hay, làm cái điều ác ở nơi kín đáo, thì điều này không có. Ngay cả các Ngài không có thiện ác khởi sanh trong tâm của các Ngài. Bởi vì hỡi mà thiện thì sanh quả thiện, ác thì sanh quả ác, thì vẫn còn tiếp tục sanh tử nữa, cũng còn của quả sanh nữa. Còn ngày các ngài đã đoạn đầu khổ sanh, thế đây chính là một cái điều mà một cái ân đức mà chúng ta thấy không bao giờ có sở hành ở nơi kín đáo. Thì chính Đức Phật ngài đã xác lập một cái mà có thể nói rằng trong tất cả chúng ta người phàm phu thì chúng ta dễ bị cái điều đó, chứ trong tinh thần của bậc A-la-hán thì không bao giờ có cái điều đó. Và đó là cứ như ở trong cái tinh thần đầu tiên gọi là, mà trong tinh thần gọi là cái xa xôi đó, tức là với cái người ấy là hoàn toàn viên mãn, không có làm một cái hành động gì, một cái ý nghĩ gì, có một sự suy nghĩ gì. Bởi vì Ngài đã tách hẳn mọi cấu huế, không có thể nào mà khởi sanh tâm của tất cả chúng ta. À, có thể sanh trong tâm Ngài, nhưng cái tâm phàm phu thì rất là dễ sanh. Tâm phàm phu thì nếu như mà lúc đó có phóng dật, lúc đó có không còn chánh niệm, không còn chánh định nữa, thì lập tức nó sẽ khởi sanh lên những cái tâm bất thiện. Bởi vì phóng dật chính là tâm bất thiện. Mà si hoài nghi si phóng dật này, ở đây si phóng dật nó dẫn chúng ta, thì đó chính là khởi tâm bất thiện. Mà khởi tâm bất thiện như vậy thì có thể nói là trước mặt mọi người hay là sau lưng mọi người gì, thì tâm phạm phu nó dễ dàng. Nhưng đối với bậc thánh là hoàn toàn chấm dứt. Chúng ta phải nhớ rõ ràng như vậy. Cho nên còn gọi là, ngày gọi được gọi là viên mãn, yeah. Hay là gọi là Raha pha quá, tức là vì không có một cái, không có ác nơi cái thầm kín, không có cái điều ác ở làm ở nơi thầm kín. Và cái điều thứ hai là nói rằng là Ngài không có kẻ thù. Ở đây là cái điều đặc biệt vô cùng. Kẻ thù đây là gì, kính thưa quý vị? Kẻ thù của tất cả chúng ta không phải là người nào đó hại ta, hay người nào đó giết ta, người nào đó làm cho ta đau khổ, điều đó không phải như vậy. Mà kẻ thù của chính ta đó chính là các cái lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu, đã ngâm tẩm, đã giết chết chúng ta trong bao, tức là trong rất nhiều lần trong cuộc tử sinh này, là do lậu hoặc nó ngâm nó tẩm và chúng ta không thể thoát được. Và bậc A-la-hán đã sát tặc, ở đây chính là tặc, ở đây tức là giặc đó, giặc đó chính là giặc phiền não, mà thiện não tức là chính là
lầu hoặc trượt phối kết bọc vân vân, hay hoặc là tiềm niên đó, hay là phiền não nói chung, tất cả những cái đó nó kết nó cấu trở thành một đạo quân phiền não, phải nói rằng rất là dũng mãnh. Tâm tư của chúng ta đang tu, những điều mà một niệm tâm ác khởi lên, lập tức dục tiềm miên, sân tiềm miên, nghi tiềm miên, mạng tiềm miên, kiến tiềm miên, vô minh tiềm miên, nó sẽ kéo một dọc đến để chúng ta sẽ làm nhiều cái điều tội lỗi vô cùng. À, chúng ta phải nhớ như vậy. Còn ngược lại, ở đây các ngài đã diệt tận, đã diệt tận phiền não, không còn kẻ thù. Đó chính là không còn phiền não của dục lậu, hữu lậu, tạo kiến lậu, vô minh lậu, hay dục bọc, hữu bọc, tạo kiến bọc, vô minh bọc, vân vân, hay là tiềm miên. Đó, tất cả những phiền não đó các ngài không còn. Không còn trạng thái ngủ ngầm gì trong sâu thẳm mà có thể khởi sanh lên ở trong các ngài. Các ngài đã diệt trừ một cách sắc tặc. Tức là khi mà sát na tứ đạo khởi sanh lên, thì ngay khi đó cắt đứt tất cả mọi kẻ thù được giết chết. Thì sát na tứ đạo sẽ qua một sát na tứ hòa, tức là động lực cuối cùng đó không còn bao giờ có thể lặp lại một dòng tâm để các ngài chuyển tộc từ dòng thánh, dòng phàm, hay hoặc là đi nơi này, đi nơi nọ nữa, mà đó chính là cái dòng tâm, chỉ có dòng tâm tịch diệt. Và lúc đó hết, chấm dứt, không còn, không còn khổ đau tái sanh nữa. Chúng ta phải nhớ rõ cái điều này. Cho nên cái việc mà chúng ta cho là thần thánh, coi như là Phật gì xuất hiện đó, là chúng ta đã hiểu sai. Và Đức Phật đã tịch diệt rồi, Đức Phật đã tịch diệt rồi. Và cái đó chúng ta không còn, không phải thấy ngày nữa, mà cái thấy ngày đó chỉ là các việc các trong tâm tưởng của chúng ta thôi. Cho nên vì vậy, cái ý nghĩa này là cái ý nghĩa mà tất cả chúng ta cần phải có một cái điều lưu tâm. Rồi chúng ta thấy đối với bậc như nói là ngài là bậc gì, bậc đáng cúng dường, bởi vì chính Đức Phật là một bậc không còn sanh tử, không còn phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Vì vậy cho nên Đức Phật đó là tối thắng, hay là Đức Phật là bậc thanh tịnh. Ở trong chú giải còn nói thêm á, Đức Thế Tôn là một bậc tối thượng, độc nhất vô nhị trong vô vàn thế giới của chúng sinh. Trong thế giới chúng sinh không có một con người nào, một Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, phạm thiên nào mà hơn Đức Thế Tôn. Về giới, về định, về tuệ giải thoát, về giải thoát tri kiến, chỉ có Đức Phật ngài mới được trong sạch hoàn toàn thanh tịnh. Có định đức hoàn toàn thanh tịnh, có tuệ đức hoàn toàn thanh tịnh, có tuệ giải thoát hoàn toàn thanh tịnh, có tri kiến giải thoát hoàn toàn thanh tịnh, chỉ có Đức Phật mới có đủ năm pháp đó, tức là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hoàn toàn mà thôi. À, và vì vậy Đức Phật là bậc tối thượng nhất trong toàn thể chúng sinh, cho nên là bậc xứng đáng cho chúng sinh lễ bái cúng dường. Và quả báo của những người được cúng dường đó lợi ích lâu dài, như lời Đức Phật đã dạy. Sự cúng dường đến các bậc tịnh giới, sự cúng dường đến các bậc thánh, đến Đức Phật là sự cúng dường đặc biệt. Và Đức Phật ngài cũng, và trong kinh cũng đã nói này, các tỳ kheo, bậc cao thượng nhất khi xuất hiện trên thế gian này lại sẽ lợi ích sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho phần đông, để tế độ chúng sinh, nhân loại, chư thiên, phạm thiên, bậc tối thượng tôn nhất, bậc ấy là ai? Cũng chính là Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng, chánh giác, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Đà, Thế Tôn. Và vì như thế cho nên có nghĩa bậc A La Hán là bậc đáng cúng dường.
bậc đáng đật được nhận lãnh cái sự cúng lễ của trời người, không phải là một người bình thường. Cho nên vì vậy á, và để xứng đáng nhận được một cái cúng dường, một cái lễ lại, một cái sự cúng dường, thì cho có vị thánh tứ đạo tứ quả chúng ta phải nhớ như vậy. Còn nếu như phàm phu thì chúng ta chưa có gọi là xứng đáng, như chúng ta gọi là, bởi chúng tôi thường nói, tức là mình hưởng hương quả của Phật, của chư hiền thánh. Cho nên vì vậy, những cái gì đã được Ngài phá hủy và đã được Ngài xứng đáng, Ngài xứng đáng cho chư thiên loài người ca tụng lễ bái cúng dường. Bởi vì Ngài viên mãn một cách đầy đủ, một cách không có tì vết. Có thể là một trong suốt như pha lê, không có một gợn đục. Như thế nào thì cái tịnh hạnh, tịnh đức của A-ra-hăng, của Đức Phật cùng chư Thánh Hiền Tăng, A-ra-hăng, A-ra-hato, tức là một cách đầy đủ, một cách viên mãn. À, chúng ta phải biết, có thể nói rằng là những gì mà sanh, những gì mà trong cái đời sống của các ngài phải trải qua khi còn cái mà chúng ta gọi là hữu dư y niết bàn này, tức là còn cái thân xác của tứ đại này, mà các ngài phải chịu cái nghiệp, cái hậu báo nghiệp đời trước như sót nó để lại, thì đó chỉ là cái hạng hữu mà cái nghiệp quả luân hồi mà nó chinh ta vô, nó bất khả tư nghị thôi. Chứ phải có thể nói rằng là, bởi vì trong kinh mới dạy rằng, làng mặt đây và núi rừng kia, cùng thung lũng nọ lối về non cao, bậc A-la-hán trú nơi nào, dân cư chúng ấy sức bao an lành. Sức bao an lành là ở đây là sức bao an lành như thế nào? Là một cái sự đảnh lễ, một cái sự lễ bái, chúng ta cũng vô vàn công đức, sống dưới cái ân đức, sống dưới cái điện từ thanh tịnh, cái điện từ mát mẻ, cái điện từ từ tâm, chúng ta sống gần, chúng ta cũng cảm thấy nó an lành. Một bậc như vậy, ai lễ bái, ai cúng dường, vô lượng công đức. Cho nên cái câu Phật của kinh mà chúng ta nghe vậy đó, bậc thánh mà trú nơi nào, dân cư chúng ấy sức bao an lành. Cho nên cả chư thiên và loài người, nhất là các vị chư thần chư thiên, họ biết được đây là một vị thánh, mà nếu mà là một vị chư thiên chánh tri kiến biết đến để đảnh lễ, để lễ bái, để cúng dường, thì vô lượng công đức. Bởi vì một trong những cái, nếu chúng ta chưa thành thánh, chúng ta thành sanh thành chư thiên, mà nếu là một chư thiên, mà chư thiên có chánh tri kiến đó, thì chúng ta dễ dàng chúng ta làm các công đức nha quý vị, chúng phải nhớ vậy đó. Còn nếu như cái con người mình đó, thì mình chưa có thể nhìn thấy được đó là bậc thánh, đó là bậc tịnh giới, đó là con người cao cả, đó là con người viên mãn, đó là con người tốt đẹp. Bởi vì chúng ta không có cái tha tâm thông, không có một thần túc thông, chúng ta có thể nhìn thấy được. Mà chúng ta chỉ thấy bằng một cái hình tướng của các vị, hay là do nghe, là do tin thôi. Chứ sự thật ra, nếu mà chúng ta được sanh làm chư thiên, khi chúng ta biết được có những vị thánh, có Đức Phật xuất hiện, thì chúng ta dễ dàng hơn là kiếp cùng của con người mình. Bởi vì cần phải tạo một cái duyên lành, gần gũi, một duyên lành đó, căn bản nó tốt đẹp là như thế đó. Cho nên khi nếu chúng ta học Phật Pháp, thì chúng ta nhớ đời đời kiếp kiếp luôn luôn nguyện chúng ta mang theo, thì muốn làm như thế thì chúng ta phải thực hành Pháp. Khi nghe Pháp, khi nghiệm Pháp, khi hành Pháp, thì Pháp sẽ hộ trì ta. Ai thực hành Pháp, Pháp sẽ hộ trì. Ở đó chính là hộ trì cho cái tri kiến của mình nó được tốt đẹp, hộ trì cho cái chánh trí chánh tầm của mình nó được an lạc, được đời này và cái đời sau.
Cho nên vì vậy nếu chúng ta có cái hiểu biết thì chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Và đối với cái bậc mà viên mãn, tức là không còn sanh tử hay là không còn luân hồi nữa đó, thì nếu chúng ta nhớ lại đó, cái chữ cái bánh xe luân hồi nó do vô minh do vô minh, cái bánh xe đó luân hồi đó, trục nó làm bằng vô minh và khác ái với các hữu, với các câm, gồm có gồm có già chết vân vân, và nó nối liền ở ba cõi bằng cái càng xe và nguồn gốc nó chính là các cái lậu hoặc. Ở trong thinh tịnh đạo có dạy như vậy đó. Rồi nó tương quan sanh ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới vân vân, là tất cả điều kiện để mà cho chúng ta sanh ra. Đối với các ngài đã xác đặt, đối với các ngài đã chấm dứt, đã viên mãn, không còn tử sinh nữa. Cho nên ở đây nếu như chúng ta có một cái hiểu biết, có một cái tu tập, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là đối với các bậc thánh, các ngài luôn luôn có một sự viên mãn tuyệt đối. Cái sự viên mãn đó nó không phải là đơn giản viên mãn ở cái sự tu tập là sự tu tập nữa, mà các ngài đã viên mãn, đã tu tập rồi chứ không còn phải tu nữa. Bởi cho nên tâm của ngài không phải là tâm thiện, là tâm tốt là vậy. Một người đã chấm dứt sanh tử khổ đau rồi, không còn nữa, thì đó chính là cái ý nghĩa mà gọi là sự khác biệt giữa sắc tặc, bậc xứng đáng, bậc trọn lành mà chúng tôi vừa trình bày quý vị. Và tiếp theo nữa, có một đoạn nữa là chữ Arahato, chỉ dành riêng cho Phật toàn giác. Dạ, nếu mà chúng ta khi mà cái từ như chúng ta đã được nghe sư phụ Thị Siêu đã nói đó, là chữ Arahato tức là chỉ dành riêng, là ở đó là như hồi nãy mà chúng tôi nói là bậc coi như là một con người, chỉ có một người duy nhất cao cả nhất xuất hiện trên thế gian này vì hạnh phúc, vì an lạc, hay là cái sự xứng đáng cho chúng sinh lễ bái lần đầu tiên. Một con người đó đã thành tựu viên mãn được giới, định, tuệ, rồi giải thoát, và giải thoát. Và con người đó chính là ai? Chính là Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán trên đẳng chánh giác. Dạ, có giải thích rõ như vậy thì đó chính là cái gì? Đó chính là một cái chữ Arahato đó. Khi mà chúng ta tôn xưng, chúng ta lễ bái, chúng ta niệm tưởng Phật, thì đó chính là chúng ta nhắm thẳng tới cái chữ Arahato. Hay là Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, thì con xin thành kính. Cái chữ Namo đó như nãy sư phụ Từ Siêu nói, đó là một cái từ thành kính, tỉnh lễ đến nay, đến Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma, tức là Đức Chánh Viên Tri, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác ấy. Chữ Tá Xá là đại từ chỉ thị, đại từ thay thế đó. Thành kính đảnh lễ đến Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán. Khi này cái chữ A, Đức Thế Tôn này thì chỉ dành cho bậc Phật toàn giác. Chúng ta phải nhớ như vậy. Thì ở đây cái hồng danh Phật đó chỉ dành cho Đức Phật thôi, chúng ta nhớ. Cái hồng danh Arahato đó chỉ dành cho Phật toàn giác. Tính ơn Đức Phật trong đó có ứng cúng chánh biên tri, thiện thể thế gian giải tiều, người trưởng phu thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Cái chữ ứng cúng là A-la-hán đó. Dạ. Thì đó mới là một vị được chính Đức Phật ngài. Tức là được chính Đức Phật, được trời người tán thưởng đến cho Đức Phật là như vậy. Và chính hồng danh này, hay là một trong chính hồng danh này, chúng ta tu niệm sẽ mang đến kết quả an lành, sẽ mang đến kết quả rất là lớn lao.
Cái này quý vị biết, khi chúng tôi thấy ai mà nhiều khi người ta tới đó, người ta nghĩ là ma nhập gì nhờ tụng kinh thì chúng tôi mới biểu về những cái chữ Arahan, 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 Arahato, Arahan, Đức Phật trọn lành. Cái niệm hoài như vậy đó, thì quý vị biết khi mà niệm như vậy đó thì họ được có cái sự định tâm. Có sự định tâm thì nếu như họ, cái tâm của họ bấn loạn thì nó cũng, cái thần kinh của họ được dịu lại. Và nếu như mà nó có ma quỷ nào mà dựa trong người họ thì cái chữ này họ đọc lên thì ma quỷ nghe nó khiếp đảm, không cách nào mà có thể ở trong người được. Và nhiều lần như vậy, nó bảo họ niệm như vậy, cứ bỏ qua, cứ niệm như vậy, sáng niệm như vậy, trưa niệm như vậy, tối ngủ niệm như vậy, niệm hoài. Thì nếu như sự thật, nếu như là Atula ngạ quỷ, chúng sinh Atula mà nó quậy phá thì chắc chắn rằng nó phải nhảy, nó phải buồn. Bởi vì người đó chưa có tỉnh táo, hay là người đó chưa có tốt đẹp gì đó. Nhưng điều mà khi mà họ phát lên cái câu đó mà tự miệng của họ ra, thì ít nhất tâm ý của họ cũng đã có sự suy nghĩ, họ mới phát ra được. Mà như vậy thì Atula nó không có quậy phá được. Khi mà chúng ta niệm Phật thì một trong những cái mà chúng ta thấy nó hiệu quả như vậy đó, thì chỉ có một trong chính hồng danh thôi, hồng danh thứ nhất thôi, là chúng ta đã được cái hiệu quả rất là to lớn rồi. Và cho nên cái chữ Arahant này, hay là cái chữ bậc A-la-hán, chúng ta phải nhớ là một bậc thánh chấm dứt sanh tử khổ đau, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn cái đời sống khác. Chúng ta phải nhớ như vậy, chứ không phải là một chúng sinh đã bình thường, xin lỗi, một chúng sinh mà khác biệt được. Cho nên vì vậy chúng ta thật sự là may mắn, thật sự là có phước khi chúng ta, dầu rằng chúng ta chưa có thể gặp được Phật, chưa có diện kiến được Phật, nhưng chúng ta cũng nghe được cái lời chỉ dạy của chính Ngài. Bởi vì Tam Tạng Kinh Điển vẫn còn đó, pháp và lực vẫn còn đó, là Thầy, là cũng còn Đức Phật hiện hữu. Nếu như chúng ta tin tưởng rằng Đức Phật, các pháp thân của chính Ngài, đó chính là những lời dạy đó, là những lời dạy để mang tới cho chính chúng sinh ly khổ, đắc lạc, chấm dứt sanh tử khổ đau, là như vậy. Thì cho nên trong mỗi hoàn cảnh nào, khi chúng ta tu, chúng ta cũng đều tĩnh tâm, thành tâm, và luôn luôn tưởng nhớ đến Phật Đà, đến bậc A-la-hán là như vậy. Chứ không phải là cái từ A-la-hán như là chúng ta biết chuyện bình thường A-la-hán mà người ta tạc tượng như thập bát la-hán như ở bên Bắc truyền, chuyển hóa thành một cái hình thái này hình thái nọ, hay là thì cái đó chẳng qua tức là vào đời vận dụng. Nhưng điều mà trên một cái tinh thần, cái tính chất uy nguyên và tốt đẹp, thì đối với các ngài là các bậc, để chúng sẽ xứng đáng cho chúng sinh lễ bái, xứng đáng cho chúng sinh cúng dường, là như vậy. Và kính bạch hòa thượng, con xin có đôi điều đóng góp như vậy thay cho một cái lời giảng. Và cái ngày giảng buổi thứ ba này, chúng con xin có lời giảng như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì cứ cung kính hòa thượng. Dạ, chúng con xin kính hòa thượng mới trở lại. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Sa thú cái chân thì là tự nguyện với pháp thoại vừa rồi. Thưa quý Phật tử, chúng tôi hôm nay thì không có nhiều vị giảng sư, nên chi chúng tôi xin được tiếp theo lời của thượng tọa tự nguyện để tôi thêm về ý nghĩa của chữ này. Đây là một cái từ vựng Phật học rất là quan trọng ở trong Phật pháp, mà đặc biệt chúng ta là người Phật tử. Bởi vì khi chúng ta lại Phật thì chúng ta luôn luôn quan niệm rằng Đức Phật là bậc A-la-hán. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu rằng trong cái văn hóa của Ấn Độ, trong văn học phản ứng đó, thì chữ A-la-hán này đó được xài rất là phổ biến. Và thậm chí
những cái đạo khác như là đạo Chen hay là bên Ni Kiền Tận đó, thì thứ vị chữ A-ra-hăng này đó vẫn được sử dụng một cách rộng rãi để chỉ cho một số các bậc thánh đắc đạo chứng quả. Vậy thì chúng ta trở lại chữ A-ra-hăng nghĩa là gì? Ở đây trong Tâm Tạng Pali đó, thì thật ra ngoài tác phẩm Thanh Tịnh Đạo đó, thì chúng ta không có thấy ở những bản sớ giải khác để mà nói lên ý nghĩa khác biệt. Tuy nhiên, bên cạnh cái quan điểm về chiết tự ở đây thì chúng tôi nói là có cái chữ Ari cộng với Hatha. Ari là kẻ thù, Hatha là giết. Arihatha cộng lại là Arhatha, tức là vị đoạn tận phiền não, gọi là sát tặc. Nhưng mà chữ này đối với chúng tôi nó lại là một cái từ, một cách giải tử nó hơi quá, tại vì riêng ở trong tiếng Phạn lại có cái động từ Arahati là bậc xứng đáng. Thì thưa quý vị, theo ở trong kinh điển Pali đó, chúng ta nói về kinh điển Pali trước, tất cả chư vị mà đã đoạn tận kiết sử, không còn phiền não nữa, dù là đó là vị thánh thinh văn như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bục Hiền Liên, Ngài Anuruddha, hay là chư Phật độc giác, chư Phật toàn giác, thì đều là những bậc Arahata hết, dạ, bậc Arahant hết. Nói cách khác đều là bậc A-la-hán. Do vậy, có câu chuyện là ngày xưa khi mà Hòa Thượng Minh Châu khi về Việt Nam đó, Hòa Thượng dịch Bộ Trường Bộ Kinh, và Hòa Thượng để dịch cái câu mà Namo Tassa Phagvato Arahato Samma Sambuddhassa đó, để là kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thì có nhiều người phản cảm với việc đó, tại vì trong văn hóa Việt Nam thì chữ A-la-hán chỉ để cho các vị thinh văn, mà không có chỉ cho Đức Phật. Và ở đây Hòa Thượng Minh Châu là dịch là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không có xài đúng từ. Nhưng mà kỳ thật thì Hòa Thượng Minh Châu vốn là một vị giỏi về Hán văn, giỏi về Pali văn, thì Hòa Thượng thừa hiểu là chữ Arahato là ứng cúng, là A-la-hán, có thể được sử dụng giống nhau. Thành ra Hòa Thượng mới để cái chữ là đảnh lễ Đức Thế Tôn A-la-hán chánh đẳng giác. Thì bây giờ chúng ta nói là giống nhau, tức là tất cả chư vị đã hoàn toàn giải thoát, dù là toàn giác, độc giác, tinh văn giác, đều là A-la-hán hết. Nhưng mà riêng về cái chữ Arahato của Đức Phật lại có ý nghĩa khác. Ý nghĩa này chỉ có riêng với Đức Phật mà thôi. Về ý nghĩa này đó, chúng tôi nói một cách đại để là Đức Phật toàn giác không có một cái thói quen còn dư sót. Dĩ nhiên tất cả các vị đều đoạn tận phiền não, nhưng mà có những vị còn lại một số cái thói quen. Thói quen ví dụ như thấy cái chuyện đó nó buồn cười thì các vị đã cười, cái cười bằng cái tâm ưng cúng vi tiếu, là tâm vô nhân. Nhưng mà chư Phật toàn giác không có cười như vậy. Chư Phật toàn giác á, các ngài cười không phải là do cái thói quen, mà các ngài cười là do cái duyên sự đời tác mới cười. Nên chư Phật toàn giác chỉ cười bằng tâm duy tác họ hỷ hợp trí, chứ các ngài không có cười bằng cái tâm ly trí, và cũng không có cười bằng tâm vô nhân. Và một vài vị A-la-hán có thói quen, ví dụ như là có một vị trưởng lão, khi ngài nói chuyện với người khác á, cái giọng ngài cứ giống như không có khiêm tốn, giống như một kẻ cả, giống như một người lớn. Thì những vị khác là than phiền với Đức Phật, thì Đức Phật nói là tại vì nó rất là nhiều đời sinh ra làm một cái vị trưởng tộc, làm vị lãnh đạo, thành ra cái ngôn ngữ vị này là ngôn ngữ của kẻ cả. Những cái ngôn ngữ kẻ cả đó, hay là một vị A-la-hán mà trong nhiều kiếp các ngài bốn sanh là con khỉ, khi ngài gặp búng nước thì nhảy ra, thì kiếp này ngài gặp chúng nước thì nhảy ra. Thì thứ gì, cái thói quen còn lại nó phải là phiền não, nó chỉ là một thói quen thôi, gọi là cái tập tính. Thì cái thói quen đó hoàn toàn không có ở vị Phật toàn giác, tức là Đức Phật, như Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gotama đó, ngài hoàn toàn không có những cái tập tính hay là những cái thói quen mà tập khí mà còn lại, dù rất là nhỏ, rất là vi tế. Nên ngài gọi là bậc trọn lành. Trọn lành là chúng ta gọi là được perfect, một bậc toàn hảo.
Ngài không có, Ngài không có ghi sót thói quen đó. Thì trong trường hợp này, chữ Arhati chỉ cho Arhan, chỉ cho riêng chỉ có Đức Phật toàn giác, chứ không chỉ cho những vị thường và những vị bình thường. Chỉ có trường hợp này thôi nha, tức là Đức Phật Ngài không còn có thói quen trong quá khứ. Thì bây giờ tại sao chữ Arhan mà chúng ta dịch là ứng cúng? Ứng cúng ở đây nhá, là có ba cái lý do mà Đức Phật gọi là bậc xứng đáng được cúng dường. Thì thứ nhất là đức thanh tịnh, và hay là tịnh đức, tịnh đức hay đức thanh tịnh, không ai thanh tịnh như Đức Phật. Và trong nền văn hóa Ấn Độ cũng như là theo trong Phật pháp đó, thì một cái vị nào mà mình tạo phước, mình cúng dường, mình được nhiều phước nhất đó là một vị hoàn toàn thanh tịnh. Chúng tôi lấy một ví dụ như là quý Phật tử mang đồ ăn đến chùa gặp chư tăng, mà chư tăng ăn, chư tăng khen ngon, đồ ăn này ngon quá, quý vị thấy quý vị rất có phước, tại vì quý vị cúng đồ ăn ngon. Cái đó là quan niệm thừa thức của chúng ta. Dĩ nhiên là quý vị cúng dường mà người nhận cúng dường ăn ngon đó, là quý vị có phước. Nhưng mà nếu quý vị cúng dường đến vị nào đó mà vị đó chỉ toàn tâm tu tập, không có một mãi may đấm nhiễm với cái thức phẩm mà quý vị cúng dường, hoặc giả là quý Phật tử cúng dường mà vị đó khi ăn có quán tưởng, thì cái phước càng nhiều hơn. Nghĩa là khi mình cúng dường mà cái đối tượng đó không có tham cầu, không có ham muốn. Ví dụ bây giờ chúng tôi làm trụ trì, quý vị cúng một số tiền để xây cất một cái gì đó, xây cất cái đó chúng tôi thích quá, chúng tôi dính mắt, thì cái chuyện đó nó không có phước như là quý vị cúng dường đến chư tăng, mà cái đó không thuộc về của ai hết, và chỉ làm sao cho gìn giữ ngôi chùa tốt, thì cái đó phước nhiều hơn. Tức là khi cái đối tượng cúng dường mà các ngài hoàn toàn không có dính mắt, khi đối tượng cúng dường là cái đối tượng hoàn toàn không có tham cầu với cái lễ phẩm đó, và đặc biệt là bản thân vị đó là vị đoạn tận phiền não, thì phước vô cùng. Bởi vì theo trung kinh đó, là một cái vị mà nhập thiền xuất thế thuyền cao nhất là diệt thọ tưởng định đó. Khi mà vị đó xả thiền ra mà có ai mà cúng dường cho vị đó, thì cúng dường một vị xuất thiền ra, thì cái phước gọi là phước trổ nhãn thiền, trổ ngay lập tức. Tại vì một vị nhập vào tưởng định, thì tưởng định ra là một cái gọi là một cái giống như là một cái ruộng phước mà vô cùng màu mỡ, chỉ gieo hạt giống xuống là lên liền lập tức. Dạ, đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Nên chi theo trong Phật giáo thì Đức Phật ngài dạy rằng có ba sự cúng dường. Sự cúng dường là người cho thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh, cúng dường người nhận thanh tịnh mà người cho không thanh tịnh, và cúng dường cả hai đều thanh tịnh hoặc là cả hai đều không thanh tịnh. Trong bốn trường hợp đó thì nó đều có phước, nhưng mà cái phước nhiều nhất là khi mà người cúng dường và người thọ nhận cúng dường đều thanh tịnh hết. Dạ. Do đó cái đức thanh tịnh đó là một cái đức mà gọi là tạo nên một cái ruộng phước tốt nhất ở trong thế giới này. Và một điểm thứ hai mà Đức Phật ngài là một vị đáng cúng dường đó, tại vì ngài là một vị ban bố. Dạ, ban bố cho cuộc đời, gọi là với cái đức gọi là bi đức, lòng bi mẫn thương cho cuộc đời. Nếu chúng ta đọc lại trong kinh đó, Đức Phật ngài không nhất thiết phải sống trong rừng, ngài không nhất thiết ngài phải đi một đoạn đường dài cùng với chư tỳ kheo tăng, ngài không phải sống nơi này sang nơi khác. Ngay cả ngài về thành Ca Tỳ La Vệ đó, có bao nhiêu thứ thì cúng dường nhưng ngài vẫn đi khất thực. Tại vì sao vậy? Tại vì lòng bi mẫn cho cuộc đời. Dạ. Ngay sau khi Đức Thế Tôn ngài thành đạo đó, là một vị A La Hán, là một vị hoàn toàn giải thoát đó, thì ngài có một điều mà trong chúng ta không bao giờ có được, đó là ngài muốn niết bàn khi nào cũng được hết. Dạ. Còn giả là ngài có thể ở một nơi nào đó mà ngài không cần làm gì hết, nhưng mà Đức Thế Tôn đã khởi sự một hành trình hoằng pháp 45 năm, và trong 45 năm đó, đó ngài đã trải qua rất là nhiều, kể cả đôi khi cái lạnh, cái nóng, cái xa, cái bụi bặm của bao nhiêu phố phường làng mạc thành thị ngài đi qua, ngài vẫn đi. Để làm gì? Để tuyên lưu chánh pháp, để mang cái con đường giác ngộ giải thoát đến chúng sanh, để ngôi nhà giáo pháp được thiết lập. Thì cái bi đức của ngài là bi đức rất là vĩ đại. Giống như chúng ta nói rằng cha mẹ là bậc đáng cúng dường, bởi vì cha mẹ cho chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta biết được những gì mà Đức Phật cho cuộc đời đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài là bậc rất đáng được cúng dường. Và thưa quý vị, một cái đức thứ ba mà khiến cho Đức Phật là bậc đáng cúng dường,
Tại vì Ngài là bậc đại trí, hay là một bậc trí đức. Bậc trí đức đó là bậc giác ngộ chân pháp và tiên lưu chánh pháp. Nếu quý vị đọc nào trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật Ngài có dạy về những cái bậc gọi là đối tượng, mà đối tượng cũng được nhiều phước á, là có thể là một vị Phật tổ, có thể là một vị pháp sư. Thật ra trong kinh nói rằng nếu một vị pháp sư mà tuyên thuyết chánh pháp một cách chân chánh đúng đó, thì vị cúng dường cho vị đó cũng có nhiều phước. Bởi vì ở tại các quốc gia Phật giáo, thưa quý vị, thì người ta hay có một cái truyền thống là cúng dường pháp sư. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có nhiều khi quý Phật tử đi chùa là đi vậy thôi, chứ không có cái lễ đó nhiều. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo đó, là sau khi vị pháp sư thuyết pháp đó, thường là họ có một cái phần lễ phẩm để cúng dường, và họ xem đó cũng sự cúng dường, đó là cúng dường rất có phước. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng một vị Phật là cúng dường là có phước, nhưng mà một vị mà tuyên thuyết chánh pháp đúng theo chánh pháp mà cúng dường vị đó cũng có phước. Và Đức Phật Ngài là cả hai là bậc đã, Ngài đã là khám phá ra cái tòa lâu đài cổ, chỉ dẫn người khác con đường đến tòa lâu đài cổ. Nói cách khác, Đức Phật là vị giác ngộ chánh pháp và tuyên lưu chánh pháp, là bậc đại trí, do đó cúng dường Ngài có phước. Thì như vậy trong trường hợp này đó, thì cả ba trường hợp là bậc tịnh đức, bậc bi đức, bậc trí đức, thì đối với cả ba phương diện đó Đức Phật Ngài đều thù thắng hết. Và chữ Arhato chỉ cho sự viên giác. Viên giác tức là một sự giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà chữ Arhato còn có một nghĩa khác là giác hạnh viên mãn. Dạ, giác hạnh viên mãn tức là trong cái sự chứng ngộ thành tựu đạo quả vô thượng, thì Đức Phật Ngài là bậc đủ khả năng để tuyên lưu giáo pháp và đủ lòng bi mẫn để đem giáo pháp đến chùa cuộc đời. Và tự thân Ngài sống trọn vẹn với những gì Ngài giác ngộ, bởi vì Ngài có đủ cả ba đức: tịnh đức, bi đức và trí đức. Thật ra khi mà chúng ta tâm niệm về điều này đó, chúng ta sẽ rất là hoan hỷ mỗi lần mình đọc vào Nam Mô Tát Sát Phật Qua Tô A Ra Tô Samma Samputassa, hay là mỗi một lần chúng ta đảnh lễ Nam Mô A Ra Hằng, con xin đảnh lễ vật ứng cúng. Thì nói chung là đối với tất cả chúng ta, người con Phật đó mà không có hiểu rõ hoặc là hiểu cái hời hợt chữ A Ra Hằng này là một điều rất là đáng tiếc, tại vì ở trong đó hàm tàng nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng tôi rất là ái ngại mỗi khi thấy chư tăng hay là Phật tử khi mà đọc qua những cái từ vựng gì mà có tất rất quen thuộc, mà chỉ đọc thôi mà không có để ý, dạ không có để ý nhiều. Thấy mà ồ, cái này mình đã nghe rồi, đó là không cần đào sâu nữa. Tuy nhiên những chữ này đó lại có một cái ý nghĩa rất lớn, dạ một ý nghĩa rất là quan trọng. Do vậy chúng ta nói như vậy là chữ chữ A Ra Hằng đó, như bài học trước chúng tôi nói, người Trung Hoa họ có một cách dịch đặc biệt, đó là chữ nào mà họ tìm một cái từ hoàn toàn tương đương thì họ dịch, và đặc biệt là những cái chữ được cân nhắc rất là nhiều. Còn nếu không tìm được từ tương đương thì họ âm. Thì trong trường hợp chữ này có cả dịch và âm, thì dù như ứng cúng là dịch, nhưng mà gọi là A-la-hán đó là âm. Dạ, yeah, A-la-hán âm. Rồi lại vì cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa nên chi chữ A-la-hán đó lại dần dà hiểu xa đi, hiểu khác hình chữ ứng cúng, mặc dù hai chữ đó cũng phát xuất từ một chữ A-răng mà thôi, A-ra-hát-tô mà thôi. Và ở Đại Trung Hoa đó thì người ta nói lâu ngày họ bỏ chữ Á đi, thí dụ họ cũng âm là A-la-hán, nhưng mà lâu ngày họ xài thường dùng cái chữ La-hán mà thôi, như là Thập Bát La Hán, hay là Ngũ Bách La Hán, hay là La Hán Quả, cái trái La Hán mà còn ngọt mà chúng ta đốt thuốc bắc, gọi là La Hán Quả. Thì cái chữ La Hán cũng là một cách độc tắc, bỏ chữ A đi, bỏ chữ A là thay vì A La Hán Quả, hay là Thập Bát A La Hán thì bị Thập Bát La Hán. Chữ La Hán là một cách gọi tắt của chữ A La Hán. Thì thưa quý vị, tại sao chúng tôi có một phần trong đó nói rằng từ âm và dịch sai nhau đến ngỡ ngàng? Sai nhau đến ngỡ ngàng là
cũng từ một chữ Arahato, nhưng mà dịch là ứng cúng hết, thì chúng ta xem rất là cao quý. Dạ, cao quý, rất là vĩ đại. Nhưng mà gọi là A-la-hán thì có nhiều khi mình xem rất là tiểu thừa, mình xem là những vị tu một cách vị kỷ, chỉ biết tu cho mình, không tu cho người khác, ví dụ như vậy đó. Thì nó xa nhau rất ngỡ ngàng, bao giờ hai chữ là một. Về điểm này thì chúng ta nên đặc biệt lưu ý. Dạ, đặc biệt lưu ý là có cùng một nguồn gốc. Bây giờ thì chúng tôi thưa với quý Phật tử về cái chữ A-la-hán, A-la-hán. Trong cái Phật giáo, mà Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Pali đó, thì một vị mà đạt đến cái mà hoàn toàn thanh tịnh, nhờ hoàn toàn thanh tịnh, vì đó gọi là một vị A-la-hán. Và có một câu hỏi mà gọi là câu hỏi cổ điển mà có nhiều người đặt ra là: sau khi một vị A-la-hán viên tịch thì còn hay không còn, hay là nói cách khác là Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi mất? Thì câu trả lời này Đức Phật không trả lời. Dạ, Đức Phật không trả lời. Và đừng bao giờ nói rằng Như Lai còn hay Như Lai không còn. Tại vì có một lần một vị tỳ kheo Anuradha đã hỏi Đức Phật, thì Đức Phật giải rằng có quan niệm Như Lai là sắc quẩn không, Như Lai là thọ quẩn, có tìm Như Lai tưởng, thì nếu không tìm Như Lai ở thọ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì không nên nói Như Lai tồn tại hay không tồn tại. Dạ, chư tăng Nam Tông có nhiều vị, có nhiều vị chứ không ít, kể cả một số vị học thánh pháp, quan niệm rằng là tu đắc đạo đoạn tận sinh tử là hết. Cái đó cũng là không đúng theo Phật giáo. Dạ, chúng tôi nói với quý vị lưu ý, không đúng nha. Dạ, tại vì nếu đúng như vậy thì Đức Phật Ngài đã nói là Như Lai không còn tồn tại sau khi mất. Mà theo Phật giáo Đại Thừa thì chứng Niết Bàn rồi thì trở lại làm Bồ Tát, đi một cuộc đời sanh tử, làm A-la-hán nữa, làm Bồ Tát nữa, thì cái đó Đức Phật cũng không có nói. Thật ra riêng về điểm này, Phật giáo Pali, mà Pali đúng nghĩa, hiểu đúng nghĩa đó, là Đức Phật không trả lời là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại. Tại vì sự tồn tại không tồn tại chúng ta dựa trên năm quận, thì điều đó không được, và không được Đức Phật ngài giảng giải về như vậy. Chúng ta chỉ nghĩ đến một điều là tu tập để thoát khổ, và chúng ta có đau khổ thoát khổ là đủ. Còn cái chuyện mà sau đó một vị A-la-hán đạt đến cái cứu cánh viên mãn, còn có trở ra hay không đó, trở lại hay không đó, là không nên, chúng ta không nên nêu lên là vị A-la-hán có tồn tại hay không tồn tại sau khi mất. Thì thưa quý vị, nó có một quan điểm như vậy theo Phật giáo Đại Thừa đó. Thì tất cả những người mà tu theo hạnh Đại Thừa là phát tâm để viên thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, dạ, tức là thành Phật toàn giác. Nhưng mà theo tâm tạng Pali đó, thì hành trình dẫn đến giác ngộ đó, nó tùy theo nhiều căn tánh lắm. Có chúng sanh tu nhanh, có chúng sanh tu chậm, có những vị tu đến mức cuối cùng tự thân giải thoát nhưng mà không đủ khả năng để chuyên suy lưu chánh pháp. Có những vị tu tập tự mình giải thoát và cũng có thể tuyên lưu chánh pháp. Có những vị không thể tự mình khai thị mà do người khác khai thị, nhưng mà đắc đạo chứng quả rồi, có thể hoặc không có thể tuyên lưu chánh pháp. Thì chúng ta nói rằng có những vị như là toàn giác là vị tự mình giác ngộ và có thể tuyên lưu chánh pháp. Độc giác là bậc tự mình giác ngộ nhưng không thể tuyên lưu chánh pháp. Thinh văn giác là những vị được khai thị bởi vì Phật toàn giác giác ngộ, như là các vị tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Năng Đa, tôn Phật. Rồi trong số đó có những vị rất là lỗi lạc ở trong sự thuyết giảng, có những vị lại không lỗi lạc. Thì ở đây chúng ta thưa rằng theo trong tâm tạng Pali đó, thì không nhất thiết ai tu cũng trở thành toàn giác hết. Phật giáo Đại Thừa thì quan điểm rằng tất cả mỗi người tu tập mà tu theo phương pháp Đại Thừa đó thì phải phát nguyện thành Phật toàn giác. Và đây là sự khác biệt. Cũng như Phật giáo Nam Tông nói rằng trong xã hội không phải ai đi học cũng thành bác sĩ, không phải ai đi học trở thành nhà bác học hết, mà có người học thì ở trong số 1.000 người học tiểu học thì có ví dụ như 500 người học được trung học, trong 500 người học trung học thì có bao nhiêu người vào đại học, có bao nhiêu người vào đại học, có bao nhiêu người ra tiến sĩ, bao nhiêu người ra tiến sĩ, trong đó thì cũng có một số thành những bác học lỗi lạc, nhưng có số khác thì không. Thật ra bên Nam Tông thì
không có một cái điều này không có nghĩa là bên Nam Tông không khuyến cái thành Phật nha. Phần chánh Nam Tông vẫn tán thán giác ngộ giải thoát, thành Phật toàn giác, nhưng mà không nói rằng tất cả chúng sanh sẽ là Phật toàn giác. Đây là sự khác biệt rất lớn. Và do cái quan niệm rằng tất cả chúng sanh đều nên phát đại nguyện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên Phật giáo Đại Thừa cho rằng những vị giác ngộ mà không thể thành Phật toàn giác thì những vị đó gọi là A-la-hán. Dạ, A-la-hán. Thì A-la-hán đó là ích kỷ, là bởi vì không phát đại nguyện thành Phật toàn giác để cứu độ tất cả chúng sinh. Thì thưa quý vị, đối với chúng tôi thì quan niệm này đó, đó là một quan niệm rất là đại thừa. Dạ, rất là đại thừa. Nó một quan niệm rất là sâu rộng, rất là lớn. Cái chuyện mà phát nguyện thành Phật thì tốt. Dạ, ai trong chúng ta cũng phát nguyện. Nhưng mà cái con đường thành vị Phật toàn giác theo kinh điển Pali là một con đường gọi là thiên ngang vạn ngang. Ngài không phải chỉ tu tập từ bỏ ngoại vật ngoại thân, từ bỏ tứ chi, mà từ bỏ mạng sống. Và đồng thời Ngài phải tạo vô số cái duyên lành cho chúng sanh trong cuộc đời này. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài ra đời đó, thì Ngài có vì vị thượng thủ thịnh văn bên tả bên hữu, Ngài có cha có mẹ là bậc đại nhân đại đức, Ngài có một vị thị giả rất là xứng đáng, Ngài có đệ nhất nam cư sĩ, đệ nhị đệ nhất nữ cư sĩ, Ngài có chư thiên và nhân loại kính ngưỡng nương tựa. Thì tất cả những người nương tựa tu theo Ngài đó đều có cái duyên, đều duyên trong nhiều đời với Ngài. Do đó trong kinh nói rằng cái đầu mà chư Phật, chư vị Bồ Tát cắt xuống trong lúc hành ba la mật, vì chúng sanh, vì tu ba la mật có thể nhiều như đá trong núi. Cái câu nói như vậy, tại vì các ngài tu lâu lắm. Dạ, tu rất lâu. Và do vậy có sự khác biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền đó, là Phật giáo Nam truyền thì tán thán tất cả sự tu tập giác ngộ, dù là của Phật độc giác, toàn giác hay tinh văn giác. Nhưng Phật giáo Bắc truyền, đặc biệt là như kinh Duy Ma Cật chẳng hạn, thì cho rằng nếu không phát nguyện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác như Đức Phật thì là ích kỷ. Dạ, là ích kỷ. Và vì vậy trong cái văn hóa Phật giáo Đại Thừa rất có đôi khi có những cái từ rất là nặng. Dạ, từ rất là nặng, xem như các vị A-la-hán là các vị ích kỷ, các vị hạ căn. Như bậc Phật giáo Nam kinh điển Pali thì không có chấp nhận về điều này. Và thưa quý vị, chúng tôi đặc biệt là sống trong Phật giáo Việt Nam đó, thì các chùa Phật giáo Việt Nam bây giờ thì có một vài chùa, nhưng mà trước khi thì ít lắm, ít để thờ các tượng A-la-hán. Mà thường là Phật giáo bên Bắc truyền, Phật giáo Việt Nam đó, thờ Đức Phật như là thờ Tây Phương Tam Thánh, tức là thờ Đức Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, hay là một cái hình ảnh mà rất là đặc trưng của chùa Việt Nam đó, là thờ Đức Phật ở trên, rồi bên là Địa Tạng, bên là Đức Quan Thế Âm. Và Đức Quan Thế Âm thì thường là cứu khổ cứu nạn, khi mà người ta bị người ta cần đến sự che chở phù hộ. Trong khi Đức Địa Tạng thì cầu để bắt độ cô hồn, được cứu những chúng sanh sanh vào địa ngục. Nói tóm lại là các chùa Việt Nam thì bây giờ là một cái gì rất là Việt Nam. Chùa Việt Nam là thờ Phật Thích Ca ở giữa, và một bên là thờ Đức Quan Thế Âm để cầu an, và bên thờ Địa Tạng để cầu siêu. Và đằng sau bằng thờ Tổ thì có thờ Tổ Đạt Ma. Thì ở đây là một điều rất là thú vị, tại vì đó là một sự thoát thai. Ở đó Phật giáo Việt Nam không có giống Phật giáo Trung Hoa. Ở Trung Hoa thứ nhất là thiền tông riêng và tịnh độ tông riêng. Và thiền tông thì thờ chỉ Đức Phật Thích Ca, và ở dưới là ngài Ananda và ngài Ca Diếp, là đệ nhất tổ và đệ nhị tổ, là đệ Ananda Ca Diếp. Còn thỉnh thoảng người ta thờ hai vị Bồ Tát, đó là Đức Phật Thích Ca ở giữa, rồi Văn Thù và Đức Phổ Hiền hai bên. Và là hai vị Bồ Tát. Bên Bắc Tông thì không có thờ ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên như là nhị vị thượng thủ thịnh văn bên Nam Tông. Bên Nam Tông thì có hình của nhị vị thượng thủ thịnh văn như vậy. Và ở bên bên đây thì có nhiều họ thờ Đức Phật Thích Ca trên, rồi dưới họ thờ Đức Di Đà. Dạ, hay là Đức Di Đà một bên. Thì thật ra cái cách này cũng là một cách rất là đặc biệt, bởi vì nếu quý vị nào sang Trung Hoa đó, chùa nào mà thờ Đức A Di Đà đó, thì chùa đó theo tịnh độ tông.
thì vị đó tuyệt đối không có thờ tổ Đạt Ma. Mà chùa nào theo thờ tổ, theo thiền tông thì không thờ A Di Đà, mà thờ Đức Phật Thích Ca, thờ Đăng Đa và Ngài Ca Diếp, rồi thờ tổ Đạt Ma. Việt Nam mình á thì đôi khi có một sự kết hợp gọi là thiền tịnh mật, có Đức Phật Thích Ca, rồi Đức Phật Di Đà, rồi Đức Quan Âm Thế Chí, rồi có tổ Đạt Ma thờ chung với nhau. Đó là cách thoát hai. Riêng về tượng La Hán thì chùa Việt Nam không có thờ nhiều. Dạ, chùa Việt Nam không có thờ nhiều, mà thay vào đó đó thì chúng ta thờ các vị tổ thôi. Tuy nhiên qua bên Trung Hoa đó thì thưa quý vị, các chùa đó họ có một cái quan niệm là những vị A-la-hán đó là những bậc chân tu, dân tu có thành tựu đạo quả nhưng mà không cao như các vị Bồ-Tát. Dạ, thành ra các vị La-hán thường xuất hiện trong thế gian này như là một người trong dòng sanh tử vậy đó, để độ chúng sanh về mặt này đó. Thì đôi khi người Trung Hoa họ không có một cái lằn ranh rõ ràng giữa Bồ-Tát và La-hán. Cái hành trạng của chư vị La-hán Phật giáo Trung Hoa thì một mặt nào đó cũng giống như hành trạng chư vị Bồ-Tát, nghĩa là tu rồi, đắc rồi, nhưng mà còn phục vụ với Đức Phật, còn tiếp tục tu tập và còn trong vào dòng sanh tử. Nhưng mà điểm đặc biệt của vị A-la-hán Trung Hoa đó là họ nhấn mạnh về cái yếu tố mà chúng tôi gọi là đặc dị. Đặc dị tức là mỗi vị có một cá tính, mỗi vị có một hình thái. Như là quý vị nhìn thấy cái tượng Thập Bát La-hán, tức là 58 vị A-la-hán, hay là Ngũ Bách La-hán là 500 vị La-hán đó. Thì có gì gọi là Trường Trảo La-hán là cái chân tay dài, có vị là Trường Mi La-hán là lông mi dài, rồi mặt y cũng kiểu khác nhau. Có vị là Đầu Đà La-hán là mặt y rách rưới, rồi lại có vị mang tích trượng rất là sặc sỡ. Thì nói chung là khi mà chúng ta nhìn vào 500 tượng La-hán như là Ngũ Bách La-hán của Trung Hoa đó, thì chúng ta nhận ra được ở đó, đó là một cái nét văn hóa mà qua đó người ta thấy rằng con đường tu tập mà, vốn dĩ có nhiều cách, nhiều pháp môn cho nhiều cái căn tính, và mỗi căn tính đó đều mang một cái hình thái cá biệt. Nếu quý vị nào nhìn thấy những cái tranh tượng của Phật giáo Nam Tông mà như là tượng Makhapucha, Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết giải thoát giáo cho 1250 vị A-la-hán đó, thì quý vị thấy rằng không phân biệt được vị nào hết. Tất cả, dù là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp, tất cả các ngài cùng chư vị tỳ kheo, Ngài Uruvela Kassapa vân vân, đều cạo đầu, mặc y, mang bát giống nhau. Và dĩ nhiên người ta không thể vẽ khuôn mặt khác được. Do đó, 1250 vị tỳ kheo chung quanh Đức Phật thì các ngài về tánh, về tướng, về tăng thể, tăng tướng giống y hệt nhau. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền đó, khi mà chúng ta vào ở trong cái gọi là La Hán Đường. La Hán Đường tức là một nơi mà có 500 vị La Hán từng đời đó. Thì cả 500 vị, mỗi vị đều một cách, một khuôn mặt. Có vị để râu, vị không để râu, vị đắp y bên phải, vị đắp y bên trái. Những vị có vị đắp y rất là thẳng, có vị đắp y sệ xuống. Có những vị lông mi dài, có vị lông mi ngắn. Biểu trưng cho cái sự đặc dị của mỗi một cá thể. Dạ, mỗi một cá thể. Thì khi chúng ta sang Trung Hoa đó, quý vị nhớ là ngoài các ngôi chùa gọi là đại tự mang cái truyền thống tu tập thuần túy, thì những ngôi chùa như chùa Trúc Lâm chẳng hạn. Trúc Lâm là một ngôi chùa mà được xem là cái một cái quê hương của võ học, và cũng là quê hương của thiền học. Mình đã nói từ Động Thiếu Thất là nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma đã ở đó 9 năm, gọi là nhìn vào trong tường cửu niên diện bích. Thì ở chùa Thiếu Lâm lại có đề cập đến những cái vị La Hán. La Hán khi xuất hiện nhìn được một phương trượng, La Hán xuất hiện như một vị rất là giỏi võ. Và những vị nào mà học mà muốn xuống núi thì phải qua đấu với những cái tượng La Hán. Và những tượng La Hán là những cái máy móc rất là tinh xảo, làm sao mà mình có thể đánh thắng, có thể vượt qua thì mới xuống núi được, vân vân. Thì nói chung là khi mà chúng ta càng có dịp đi sâu vào cái nền văn hóa của Phật giáo Trung Hoa đó, thì riêng về phần này, phần cái khái niệm về La Hán rất khác với Phật giáo Việt Nam.
Phật giáo Việt Nam khái niệm về là A-la-hán không có nhiều, dạ, không được thờ phượng nhiều trong sự thờ phượng của Phật giáo Đại thừa đó. Chúng tôi nói Phật giáo Đại thừa đó, nhưng Phật giáo Đại thừa của Trung Hoa đó, thì các tượng La-hán, cái quan niệm về La-hán là một cái khái niệm rất là đặc biệt mà chúng ta không tìm thấy ở Nhật Bản, không tìm thấy ở Trung Hoa, ở Đại Hàn, không tìm thấy ở Việt Nam, mà chỉ riêng ở Trung Hoa thôi. Và những vị nào mà vào trong La-hán được mà với 500 tượng La-hán, những ngôi chùa mà chúng tôi nói như là chùa Phục Hổ ở Nga Mi Sơn, hay là chùa Thê Hà ở Ninh Ba chẳng hạn, thì xin lỗi, ở Nam Kinh chẳng hạn, thì quý vị thấy là đó là một đại công trình. Dạ, 500 vị mà mỗi vị y áo mỗi khác, thân tướng mỗi khác, cung cách mỗi khác, có vị thì ngồi kiểu này, vị ngồi kiểu kia, hoàn toàn đặc dị, rất khác với hình ảnh mà 1250 vị tỳ kheo ngồi cùng một kiểu tọa thiền, ngồi cùng một kiểu mặc cùng một kiểu như là đắp y mang bát, cạo tóc giống nhau như Đức Phật, như là bên các cái xứ Nam Tông. Và do vậy chúng ta phải kể cả một câu chuyện, câu chuyện rất là thú vị, tuy là một tiểu thuyết thôi. Đó là bộ quyển Tế Điên Tăng, là chỉ cho một vị hòa thượng, một cái hư cấu thôi, chỉ là hư cấu. Nhưng mà hư cấu này lại được phổ thông lắm nha. Quý vị sang bên Trung Hoa đó, ngoài tượng của tổ Đạt Ma đó, thì tượng Đế Tiên Tăng cầm cái quạt á, mặc áo mà mặc y mà rách á, mặc cái áo hậu mà rách á, lại là một cái tượng rất là phổ thông ở tại Trung Hoa lắm, nghĩa là đi đâu cũng gặp hết. Thì vị La Hán mà trong Phật giáo Trung Hoa đó gần giống như cái ý nghĩa mà chúng ta gọi là một bậc thế ngoại cao nhân, nhưng mà lại đi vào cứu đời. Chúng tôi thế ngoại cao nhân là các ngài tu rồi, giải thoát rồi, sống gần với Phật rồi, nhưng lại đi vào cuộc đời và tùy duyên mà độ chúng sanh, biến hóa quân lược, thiên hình vạn trạng, thậm có chí có khi ăn thịt uống rượu, thậm chí có khi đi đùa, đi giỡn, làm việc này việc kia, nhưng mà đi cứu người. Và một ở trong những hình thức rất là phổ thông mà của Phật giáo Trung Hoa, khi mà đề cập đến các vị La Hán giữa trần gian này, là các vị có tài trị bệnh và có tài cái cứu nạn chúng sanh. Và tài trị bệnh tức là có những người bệnh sắp chết do tâm thành bị đến làm cho bị để sống khỏe lại, hay là cứu nạn là bị bắt, bị giam, bị quan ức vân vân, thì các vị La Hán xuất hiện để cứu giúp trong giờ phút đó. Nói chung là có phải đặt chân đến Trung Hoa, đi thăm nhiều ngôi chùa, thì chúng ta mới cảm nhận được là những cái tượng La Hán ở tại Trung Hoa đó, là tạo nên một cái mảng văn hóa, và mảng văn hóa này rất là quan trọng, khác hẳn với cái quan niệm về La Hán Việt Nam. Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi ở Việt Nam thì có xem một cái bộ tranh, bộ tem mà trong đó có in hình thập bát La Hán vua trời Tây Phương ở ngoài Bắc, và lúc đó họ xem đó là một cái công trình cổ rất là đáng lưu tâm. Nhưng mà nói chung thì không biết bây giờ sao, chứ khi chúng tôi ở Việt Nam thì hình những hình tượng La Hán không có nổi trội nhiều, không được biết nhiều ở trong các ngôi chùa Việt Nam. Trong lúc đó thì ở Trung Hoa điều này lại là một điều rất là lớn. Thật sự mà nói đó thì khi chúng ta đọc vào trong kinh điển Pali đó, thì hình ảnh của các vị thanh văn đệ tử Phật và các vị đệ tử dù là xuất gia hay cư sĩ đó, thì đều có những cái rất gần với chúng ta. Thí dụ như đại tín nữ Visakha là đệ nhất cư sĩ, đệ thích nhất nữ cư sĩ của Đức Phật á, thì có một lần bà đến chùa gặp Đức Phật mà trên tâm trạng buồn, Đức Phật ngài hỏi thì nói rằng có một người cháu gái rất là cưng, rất là thân yêu vừa mới mất, và nên đã ảnh hưởng đến tâm lý của, ảnh hưởng cảm xúc của bà. Thì nhân đến Đức Phật ngài đã dạy về pháp cho bà nghe. Thì hình ảnh của các vị đệ tử Phật á, rất gần với đời sống chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta tu tập mà chỉ biết cái đời sống Đức Phật, thì thật ra chúng ta tạm dùng cái cụm từ gọi là vối không tới, và vối không tới. Nhưng mà riêng đối với các vị đệ tử Phật, các vị A-la-hán như là ngài Ananda, như ngài Chakupala, như ngài Chulapanthaka, vân vân, thì thưa quý vị, các ngài có những cái rất là gần. Thậm chí là có một vị vào kiếp chót đủ 3 năm bậc để đắc đạo chứng quả rồi, nhưng mà mình không có tưởng tượng được là tu rồi hoàn tục, tu hoàn tục 7 lần như vậy
lần thứ bảy mới dứt khoát. Mới dứt khoát là quăng bỏ cài cuốc đi, quăng bỏ cái chén, cái bát đi, xin ăn đi, dốc lòng tu tập chứng quả là hẳn. Và có nhiều vị chúng ta không ngờ được, hay là Ampapali là một vị thánh đi cũng vị A-la-hán, nhưng mà trong kiếp chót do nghiệp quá khứ sanh làm kỹ nữ. Thì nói chung là hình ảnh của các vị kinh văn đệ tử Phật có nhiều cái rất gần với đời sống muôn màu muôn dạng của chúng ta ngày nay, trong khi hình ảnh của Đức Phật thì quá toàn hảo, quá đặc thù. Và chúng ta lễ Ngài, chúng ta lại Ngài, nhưng mà chúng ta khó học hết cái hạnh của Ngài. Vì vậy bên Bắc Tông thường họ hay nói lên cái tính cách gọi là học theo hạnh của các vị La Hán. Dạ, học theo cái hạnh của chư vị Bồ Tát. Là bởi vì bên Bắc Tông mỗi vị Bồ Tát cũng cái hạnh như là thường tinh tấn Bồ Tát, thường quan hỷ Bồ Tát, hương vân cái Bồ Tát, vân vân, thì cũng là một cái ý nghĩa rất đặc biệt. Nên nhớ một điều rằng Phật giáo Đại Thừa đã tạo nên một cái hình thức gọi là tôn giáo hóa Phật Pháp, tôn giáo hóa Phật Pháp, tức là từ một cái Phật Pháp mà Đức Phật dạy cho đời sống tu tập lại đáp ứng một cái nhu cầu khác. Nhu cầu đó là nhu cầu tôn giáo, nhu cầu đó là nhu cầu tín ngưỡng nhân gian, nhu cầu đó là sự thờ cúng, nhu cầu đó là những cái biểu tượng để qua đó người ta chiêm nghiệm một cách riêng. Ví dụ như thường Bất Kinh Bồ Tát là tượng trưng cho sự khiêm tốn, hay là gọi là thường tinh tấn Bồ Tát tượng trưng cho sự nỗ lực, thường quan hỷ Bồ Tát vân vân. Nhưng mà thứ gì những cái văn hóa này là văn hóa, đây là một ở trong những cái phương tiện để chuyển tải những ý nghĩa nào đó vào trong nhân gian, thì chúng ta nên hiểu sự khác biệt. Bây giờ trở lại với bài học ngày hôm nay, thì chúng tôi nhắc đi một điều là chữ A-la-hán đó. Dạ, A-la-hán đó. Mà ngày nay quý vị đọc ở trong sách bằng tiếng Anh đó, thì họ biết là A-ra-hant, có chữ T ở phía sau. Dạ, quý vị chờ chút xíu nha, chúng tôi viết chữ này cho quý vị. Và nếu số nhiều á, thì họ thêm chữ S vào trong đó, Arahants, tức là những vị A-la-hán. Và cái cách viết này là cách viết rất là quen thuộc, phổ biến từ tiếng Sanskrit. Ngày hôm nay người ta vẫn còn xài ở tại Ấn Độ. Xài. Và trong chữ Anh ngữ thì rất là... Chữ A-ra-han là chỉ cho một cái trạng thái giống như một trạng thái là bậc ứng cúng. Arahato là một danh động từ, là một bậc ứng cúng. Bậc ứng cúng. Và từ chữ A-ra-han này mà chúng ta có âm ra cái chữ gọi là A-la-hán, hay âm tắt hơn là La-hán, và thường dịch là ứng cúng. Nhưng mà chữ ứng cúng là dịch nghĩa, và A-la-hán là dịch âm, đôi khi là hiểu hoàn toàn khác nhau. Và hoàn toàn khác nhau thì ảnh hưởng theo tông phái, giống như Phật giáo Đại Thừa khác với Phật giáo Pali, Phật giáo Nam Tông, rồi lại khác giữa Trung Hoa và Việt Nam. Đó là điều chúng ta phải để ý. Nên chỉ tại sao chúng tôi phải đặc biệt có một buổi để giới thiệu về thuật ngữ A-la-hán này, cũng như chữ Bà-la-môn. Đó là một từ ngữ mà chúng ta không thể không lưu tâm. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với, sau khi đây Thượng Tọa Tự Quyền nghỉ một chút. Thượng Tọa Tự Quyền ơi, Thượng Tọa có còn ở trên máy và nghe được không? Nếu được xin tính Thượng Tọa trở lại với cuộc thảo luận. Thượng Tọa Tự Quyền, khi mà chúng ta nghĩ đến cái chữ Đức Phật là bậc ứng cúng, thì chúng ta thấy rằng có cái chuyện gọi là tách xác. Dạ, tách xác là vị ấy. Dạ, Nam Mô Tách Xác đảnh lễ vị ấy, bậc Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đẳng giác. Thì tôi quan nghĩ tại sao ở đây mình phải dùng chữ tách xác? Chữ tách xác ở đây có cái ý nghĩa gì không, hay chỉ là một chữ đệm thôi? Kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, cầu kính đại đến chư tăng, chúng tôi kính chào quý tu nữ cũng chư Phật tử. Thì kính thưa quý vị, ở đây là một cái từ đại từ mà chúng ta chỉ thị và nó xác định rõ ràng.
con thành kính, con Nam Mô, cái đây là chủ từ ngầm mà, thành kính đến Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác ấy, có nghĩa rằng chỉ có một người đó, đây là chỉ có một người đó, tức là chỉ có đặc biệt thôi, đặc biệt một người đó, một cái sự từ chỉ thị này phải nói rằng là nó cái đại từ này nó xác định rõ tái xá đó nha, đến cái vị đó, đến thành kính đến Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác đó ấy là một cách rõ ràng. Cho nên con đem ít lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giá Hoa đó, cái chữ đó đó quả thật thì hồi xưa khi mà không biết, hậu cũng nghĩ là cái chữ đó nó đã biết bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng điều mà tại sao có cái chữ đó, rồi sau khi này hiểu được thì đó chính là một sự xác định một cách vững chắc, một cách mạnh mẽ rằng chỉ có vị đó à, thánh đảnh lễ đến vị đó là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác ấy, không có một người khác, không có một giá trị ngoài ra. Cho nên cái này quý vị biết đến các vị chư thiên rồi dạ xoa mà tứ đại thiên vương đồ mà kết nên cái chữ đó chứ không phải là một chuyện bình thường, bởi vì các vị này có một niềm tin vững chắc một cách rõ ràng chỉ có Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác đó mà tất cả thành tâm. Bởi cho nên một cái bài Nam Mô đó mà nó là một cái như là một cái vòng kim cô cho tất cả các nước Nam truyền Phật giáo là phải thuộc cái bài Nam Mô, mà là một người đệ tử nói rằng có quy y trên tinh thần Tam Tạng Ba Ly hay là có quy y bằng tiếng Phạn thì người ta phải biết được cái bài Nam Mô, xem như là cái bài đầu giường, xem như là cái bài kinh mà coi như là đầu giường, cái bài kinh coi như là cơm bữa là phải nhớ. Và khi nào mà chúng ta bấn loạn tâm, chúng ta thành tâm, chúng ta đọc một cái bài kinh như vậy hay hoặc là cái bài kinh con em hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Giá Hoa đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng vân vân, hay hoặc là con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác ấy, là nó có cái ân đức vô cùng to lớn là như vậy. Cho nên vì vậy nếu như chúng ta thấy, bởi vì nói cái chữ Phật nó cũng nói cái chữ Phật Thinh Văn Phật Buddha Sāvaka Buddha và Samma Sambuddhassa thì có ba hạng Phật. Chúng ta nhớ như vậy, ở đây là Phật đến Phật toàn giác. Đến Phật toàn giác xác định một cách rõ ràng, đến Phật toàn giác chữ Arahant, Arahanta Nam Mô Tassa Phakkavato Arahato Nam Mô Tassa, chữ Tassa. Cho nên chỉ là một từ đại từ chỉ thị mà nhấn mạnh quan trọng và kính bạch hòa thượng, đây chính là cái ý của con là vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh hòa thượng Nam Mô Phật. Sa thủ kính thiền thiền tân tư quyền. Thưa quý vị, chúng ta có chính cái ân đức Phật mà theo Tam Tạng Bali đó là ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư bậc Thế Tôn. Tuy nhiên trong cái bài lễ bái đó thì lại nói lên ba cái đức tiêu biểu, đó là tịnh đức, bi đức và trí đức. Và khi nói lên ba cái đức tiêu biểu này đó thì cái tiêu biểu tịnh đức là chữ Arahant là ứng cúng, tiêu biểu cho bi đức là chữ Thế Tôn là Phakkawa, tức là Phật Ban, và nói về trí đức là bậc Samma Sambuddho, đấng chánh biến tri hay là đấng chánh giác. Ở trong này khi mình nói đến ba đức của Đức Phật, tịnh đức, bi đức và trí đức,
Thì thưa quý vị, lại có một cái một cái giai thoại mà chúng tôi không thấy trong chánh đoạn, nhưng mà thấy trong sớ giải đó. Có ghi rằng là khi Đức Thế Tôn thành đạo thì có bốn chúng sanh gọi là đại quy lực ở trong thế gian. Đại thế gian tức là một vị đại già xoa, một vị Atula vương và một vị tứ thiên vương, đồng thanh tứ thương vương, rồi thiên chủ đế thích và vị đại phạm thiên. Thì nói là già xoa chắp tay lên nam mô là đánh lễ, Atula cũng là tát xá là vị đó, tứ thiên vương thì đồng thanh nói rằng Arahato, Phakavato là Đức Thế Tôn, thiên chủ đế thích thì nói là Arahato là bậc ứng cúng, và phạm thiên, vị đại phạm thiên thì nói rằng Samma Sambuddhassa tức là đấng chánh biến tri. Thì theo trong sứ giải như vậy đó, nên ngày hôm nay đã trở thành một cái câu lễ Phật hoàn vũ, tức là khắp nơi chúng ta đi từ nước quốc gia này sang quốc gia khác, nhất là từ các quốc gia Nam Tông cho đến Ấn Độ đó, thì đều dùng cái này là căn bản ở trong các cái bài kinh mở đầu hay bắt đầu từ bài này. Và chúng ta cũng đọc ở trong kinh Pháp Cú, thì ngay thời Đức Thế Tôn còn tại thế, ngay thời Đức Phật còn và thật ra cái bài kinh tương ứng ngày mai đó, thì có một vị nữ Bà La Môn trong lúc mà trực tết thì cũng đã là đọc là Nam Mô Tát Xá Phật Ba Tô Ra Tô Samma Sambuddha Tát Xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri. Thì cái câu lễ Phật này là một câu lễ Phật có từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến ngày hôm nay. Và theo trung kinh thì nói rằng nhân loại chư thiên đều lễ Phật bằng câu này hết. Và nếu quý vị đi về các quốc gia Phật giáo và quý vị đọc câu này, người ta biết ngay là chúng ta là Phật tử. Do vậy đây là một điểm rất là đặc biệt. Chúng tôi có quen với một vị trưởng lão, và vị trưởng lão đó cũng nói một điều như vậy là trong cái cách tu tập phát nguyện của người Phật tử đó, thì người ta cầu phước nhưng mà người ta không hiểu là khi mình cầu phước thì một mặt mình làm phước, một mặt thì mình phải dùng một cái điểm tựa để mà khởi nguyện. Và cái điểm tựa này là một cái hình ảnh gì đó đặt vào trong cái tâm tư của chúng ta. Như trường hợp là có hai vị, một là vị trụ trì, hai một là vị sa di. Sau khi mà dọn dẹp chùa cách cực khổ thì vị sa di đi ra ngoài biển, thấy sóng đánh vào trong bờ, hết đợt này tới đợt kia, thì vị sa di mới nói rằng do cái phước báo mà đã công quả ngày hôm nay đó, xin đời sau là một người có trí tuệ phi thường, giống như là sóng đập liên tục vào trong bờ. Thì vị này nói lớn để ác tiếng sóng như vậy, thì không ngờ là vị trụ trì đi sau nghe như vậy, thì vị này nghĩ rằng nếu vị sa di này vì do cái phước, do lời nguyện này mà kiếp sau mà lại có cái phước như vậy, không chừng vị này có thể làm hại cho đời, có thể làm hại cho giáo pháp. Thành ra vị này mới phát nguyện là do cái phước báo mà tôi đã công quả trong ngày hôm nay, đời sau thì có cái phước giống như là những cái gừng đá kiên cố, có thể chống chọi lại với những sóng biển. Thì quả thực là về sau này cả hai vị đều sanh làm hai cái nhân vật rất là trác biệt về trí tuệ. Một là vị Sa Di lại sanh ra làm vua Milanda, và Milanda đó, và một vị thì và cái vị trụ trì sanh làm ngài Nagasena. Cả hai đều có biện tài, và câu chuyện mà hai vị đối đáp đã ghi lại trở thành tác phẩm Milarepa. Hay hoặc giả là ngài Xá Lợi Phất, hay là ông Cốc Vô Độc, hay nhiều vị nữa, ngài Ananda chẳng hạn, khi mà gặp Đức Thế Tôn Padumuttara, thấy Đức Thế Tôn có một vị nam cư sĩ như vậy, thì ông khoa nghĩ, ông nói rằng như phú báo con làm, đời sau con trở thành một nam cư sĩ như vậy. Do cái tâm thành, do cái nguyện lực, và do cái lòng thành kính trước mặt vị chánh đẳng giới giác, thì quả thực đời sau ông trở thành một vị đệ nhất nam cư sĩ. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Quyền Liên cũng đã từng phát nguyện trở thành thượng thủ thanh văn. Và trong sự phát nguyện như vậy, tất các ngài dùng một điểm tựa, tức là hình ảnh một vị khác. Thành ra ở các quốc Phật giáo thì người ta hay dùng một số những hình ảnh, thí dụ như rót nước. Rót nước là mình cầm một cái bình nước mà rót xuống, thì
nó biểu trưng cho ý nghĩa là giống như trăm sông tuôn chảy về biển cả cùng gặp nhau ở cái biển công đức. Dạ, cũng giống như trăm sông cùng tuôn chảy hướng về biển làm cho biển được đầy, thì do cái thiện sự đã làm xin thành tựu cái công đức hải, thành tựu cái biển cả công đức như vậy. Tức là dùng một hình ảnh, thì ở đây ngài trưởng lão đó, ngài đã dạy chúng tôi như vậy. Ngài nói rằng con người mình đó thì nương vào ba thứ phước. Dạ, đó là phước vật, tức là cái sự sung mãn, không có thiếu thốn, không có đối khó về vật chất. Phước đức là sự sung mãn về tình thương, không có cô đơn, không có cô độc. Phước trí là sự sung mãn về trí tuệ, là không có đần độn, không có u mê. Thật ra một người mà sống an lạc với cuộc đời là người sống có phước vật, phước đức và phước trí. Nên chi ngài nói rằng khi mình đảnh lễ Đức Phật á, đảnh lễ Phật là bậc ứng cúng và xin cho con có phước vật, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Thế Tôn xin cho con có phước đức, và đảnh lễ Đức Thế Tôn là bậc, đảnh lễ Phật là bậc chánh biến tri xin cho con có phước trí. Thì ngài giải như vậy cũng là một điểm rất là hay, mặc dù điều này chúng tôi không có tìm thấy ở trong Tam Tạng, nhưng mà qua lời dạy vị trưởng lão và một đoạn trong sứ giải thì chúng tôi cũng thấy được một điều rằng đối với chúng ta khi mà đảnh lễ Phật á, thì chúng ta có nhiều cách lễ Phật, nhưng mà chúng tôi thưa rằng một cái câu về lễ Phật quen thuộc nhất, phổ thông nhất, đó là câu Nam Mô Tát Sa Phật Quát Tu A Tu Sa Ma Sa Bút Tát Sa. Và thưa quý vị, riêng trong đời sống cá nhân của chúng tôi, đời sống cá nhân chúng tôi hồi còn nhỏ đó cho đến giờ, lúc chúng đi vượt biên hay trải qua nhiều cái trạng thái này nọ đó, hoàn cảnh này nọ, khi nào chúng tôi cần định tâm thì chúng tôi cũng thường đọc là Nam Mô Tát Sa Phật Quát Tu A Tu Sa Ma Sa Bút Tát Sa. Chúng tôi đọc thường xuyên như vậy. Và câu này là câu rất là dễ học, và đa số Phật tử tiểu tụng. Thật ra chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử cũng sẽ cùng nhau để tụng đọc cái câu Nam Mô Tát Sa Phật Quát Tu A Tu Sa Ma Sa Bút Tát Sa. Có thể chúng tôi nói nhanh quý vị không kịp, để xem không biết là Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa có mặt ở, còn Thượng Tọa còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa còn ở trước máy, xin không biết thỉnh Thượng Tọa có thể trở lại Thượng Tọa giúp quý Phật tử tụng câu này một vài lần được không, bạch Thượng Tọa? Không biết Thượng Tọa Tuyên Quyền có còn trước máy không? Có lẽ Thượng Tọa Tuyên Quyền không có mặt ở trước máy. Đại Đức Tuyệt Trí ơi, để Đức Tiểu Tri có thể post câu Nam Mô Tát Sa Phật Quát Tu A Tu Sa Ma Sa Bút Tát Sa lên cho quý Phật tử được không? Một lần nữa xin được hỏi để Đức Tiểu Tri có nghe được không? Dạ, để Đức Tiểu Tri qua kỹ post lên chữ. Thì cái nguyên cả bài này đó thì có 5 chữ thôi thưa quý vị. Dạ, 5 chữ. Nam Mô. Dạ, Nam Mô là chúng ta âm, trong cái gốc á, chữ Ná là nước, Mô là đất. Nam Mô là kết hợp năng lễ, sở lễ, tức là kết hợp cái tâm thành của chúng ta và cái đối tượng sở lễ là Đức Phật, hay là một đối tượng tôn kính là Nam Mô. Dạ, mà người ta âm là Nam Mô, Nam Mô, mà chúng ta dịch nôm ra là đảnh lễ. Tát Xá là vị ấy. Phật Ca Va Tô là Đức Thế Tôn. Arahato là bậc ứng cúng. Samma Sambuddhassa là đấng chánh biến tri. Và nếu chúng ta đọc kỹ đó, Ná ngắn, Mô dài, Na Mô Tát dài, Xá ngắn, Tát, tại vì nó có cái chữ S sau rồi và ngược, Tát Xá, Na Mô Tát Xá, yeah, Tát dài, nhấn xuống đó, Tát Xá. Phát kéo quá, Tô, chữ Tô dài, Phát ngắn, Gá ngắn, Quá ngắn, Phát kéo quá Tô, Arahato, chữ Á ngắn, Rá ngắn, Tá ngắn, Tô dài. Samma, hai cái điều dài. Sambut dài. Thát xá, thì chữ Thát dài. Đúng là chữ Thát là nhấn thì đọc dài. Xá ngắn. Namo Tassa, Phakavato Arahato, Samma Sambuddhassa. Namo Tassa, Phakavato Arahato, Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phakavato Arahato Samma Sambuddhassa. Không biết là Đại Đức Tuyệt Tri có thể cầm bích tụng bài này 10 lần theo các cách tụng bình thường để quý Phật tử đọc theo được không? Nếu Đại Đức Tuyệt Tri
con biết được, xin thỉnh đây được tôi chị. Kính lễ Hòa Thượng Đức Đặng, lạy Chư Thượng Đức, xin phép tụng năm lần, sau đó mời cô tụng những như pháp. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Dạ, tiếp theo xin mời cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính tri ân sư, nhà con xin được đọc năm lần. Dạ, con tri ân sư và cô Hồng Lan cho con biết được tín hiệu. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Dạ, mời cô Phong Lan. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý đạo hữu và cảm ơn cô Như Pháp. Con kính cảm ơn sư, cảm ơn Sư Thanh Thủy. Dạ, con xin được đọc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin gửi mic lại. Xin thưa đại trì và quý Phật tử, quý vị, chúng tôi xin hướng dẫn quý vị đọc gọi là đọc hợp âm với đại chúng đó. Chúng ta đọc như vậy là Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu A Ra Ha Tu Sa Ma Sam Bu Ta Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa Tu A Ra Ha Tu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Và chúng ta có thể đọc nhanh theo cách này, cách riêng của mình. Dạ, nhưng mà chúng thì có tiếp xúc với nhiều người Ấn Độ đó, đây là cách học cũng thể đọc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đọc như vậy, đó là đọc chứ không phải tụng. Người Tích Lan thì họ đọc buổi sáng họ đọc là Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thì tùy theo quý Phật tử mỗi người có cách học đạo mình muốn đó. Nhưng mà nếu chúng ta đọc nhuần miệng và đọc nhập tâm được thì điều này rất là lợi lạc. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này. Ít có người nào hiểu được rằng không phải chúng ta gặp được Đức Phật thì mình lại Phật mới có phước đâu. Mà ngay cả khi chúng ta lễ bái cây Bồ Đề, lễ bái Tháp Xá Lợi, lễ bái Kim Thân Phật, và trong sự lễ bái đó chúng ta nghĩ đến Đức Phật, dạ, nghĩ đến Đức Phật, chúng ta lại cây Bồ Đề không phải là cái cây đó là một loại thảo mộc mà chúng ta lại, mà chúng ta nghĩ đến Đức Phật.
Và nếu chúng ta lại cái lại tượng Phật, không phải nghĩ đến cái tượng đó bằng ngọc hay bằng bằng đá hay bằng đồng, bằng xi măng lại, mà chúng ta nghĩ là Phật đó, và chúng ta đọc câu này thì chúng ta vẫn có phước, như là chúng ta lại Phật về. Vì vậy một cái người hiểu Phật pháp đó, thì ngay cả mỗi ngày buổi sáng thức dậy hay buổi tối đi ngủ, mà mình có được cái ít thì giờ, giờ mình cứ tụng câu này thôi: Nam mô Tassa Phagato Rato Samma Sambuddhassa. Chúng tôi có quen với một Phật tử trong thời đại dịch. Vị này rất là khổ sở, là bởi vì người chồng là đi về Việt Nam lo công việc xây cất ở Việt Nam bị kẹt lại, và người vợ thì lại ở bên Mỹ, và cái người chồng ở Việt Nam, đi Việt Nam thì lo lắng cho vợ cho con mà lo lắng công việc, thì lúc bây giờ đó là không có máy bay qua lại qua lại, và vị này ở trong khu vực cách ly khổ sở vô cùng. Thì vị này lại dùng cái internet của khách sạn liên lạc với chúng tôi, nói rằng xưa bây giờ con không có biết làm sao ở bên Mỹ á, ngoài cái cửa tiệm, tại có cái tiệm giặt ủi, rồi vợ con không biết sao bây giờ con ở đây khổ quá. Thì chúng tôi nghe vị đó than, thì chúng tôi có cái đề nghị, và có đề nghị là thay vì ngồi đó buồn, thay vì đó than, thì cứ thường xuyên tụng cái bài này: Nam mô Tassa buổi sáng buổi chiều tụng hoài. Và sau thời gian thì vị đó lại lên máy bay trở về Mỹ, và vị này là chia sẻ với chúng tôi rất là nhiều. Là ban đầu nghe xin nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tập niềm riết quen, bây giờ ngày nào vị đó cũng tụng câu đó, và mỗi tụng câu đó cảm thấy trong lòng rất là an lạc. Thì thưa quý vị, trong cái việc mà tụng niệm, thì ngoài cái niệm lực, định lực, chúng ta còn phát huy được tính lực, và sự cố gắng có tấn lực, và sự hiểu biết có tuệ lực nữa. Và nếu chúng ta có năm cái lực là tính, tấn, niệm, định, tuệ đó, thì thưa quý vị, đời sống tinh thần của chúng ta nó sung mãn, được an lạc. Vì vậy cuộc đời ra sao, dù có mưa gió bão bùng hay là một ngày rất là đẹp trời, cuộc sống ra sao, dù là bốn mùa xuân hạ thu đông nóng lạnh bất thường, nhưng trong tâm của chúng ta nếu luôn luôn giữ được một cái niệm bền bỉ liên tục, ngày nào cũng vậy, có dịp thì con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh minh tri, hay là Nam mô Tassa Phagato Rato Samma Sambuddhassa, như là nhiều Phật tử đã làm trong thời đại bây giờ. Và chính ngay thời Đức Phật tại thế, chúng ta được hưởng rất nhiều lợi lạc, rất nhiều lợi lạc. Đôi khi mình tu á, mình nói nhiều chuyện xa quá. Chúng tôi, quý vị để ý thấy là trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này đó, thì chúng tôi có hướng dẫn quý vị rất nhiều điều, nó mang tới cách là nghiên cứu. Như quý vị nghe Hòa Thượng Tuệ Siêu hôm nay giảng về chữ A-la-hăng, giảng về chữ ngữ Pháp Pali, đó là vấn đề nghiên cứu. Nhưng mà trên phương diện tu tập đó, thì chúng ta phải có vốn lý. Tại vì cuối cùng rồi mỗi chúng ta phải đối diện với chính mình. Cuối cùng rồi mỗi chúng ta phải có một cái vốn liếng để làm hành trang. Thì cái vốn liếng đó có khi không phải là kinh điển nữa đâu quý vị. Vốn liếng đó là một câu niệm. Vốn liếng đó là một khả năng tự trấn an. Cái vốn liếng đó là một cái phao mà để chúng ta xài khi cần thiết. Thì những điều này là điều rất là cần. Bởi vì mình tu tập á, mà nếu mà mình học Phật Pháp nhiều mà không có cái gì tùy thân, rồi không có cái gì gọi là bỏ túi á, thì nhiều khi đụng tiền thì chúng ta trắng tay, không có cái gì hết. Mình tu phải có cái gì, thứ có gì tùy thân. Chúng tôi thì quan niệm rất là đơn giản, là hàng ngày thì đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng, đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, rồi đối với muôn loài chúng sanh thì nguyện tất cả chúng sanh được an lạc. Sắp về sắp ta sự ta hồn tụ, sắp về sắp ta abhira hồn tụ, sắp về sắp ta đi khai yuka hồn tụ chẳng hạn, để mong muôn loài chúng sanh được an lạc. Và ở trong sự quán niệm thì mình cứ niệm ba câu: sắp về sankhara nichati, sắp về sankhara dukkhati, sắp về dhamma anatta thì tất cả hành là vô thường, tất cả hành là khổ, tất cả pháp là vô ngã. Niệm cái đó thường, niệm thường để làm gì? Để an tâm. Niệm làm gì? Để tỉnh đến. Niệm làm gì? Để chúng ta có một cái thói quen. Và thói quen đó là thói quen rất là lợi lạc trong cuộc sống
bây giờ và cuộc sống luân hồi. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chương chư Tôn Đức đã vào room để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt Phật tử. Ngày mai thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có giáo trình kinh tương ứng và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Hẹn gặp lại tất cả. Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy nhá. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Hòa Thượng Giác Đặng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Con Nguyên Xuân xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ các hàng phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Thank you.